Đức Phật thường nói trong kinh, được sanh làm người là khó, mà được làm người mà có đủ sáu căn, nói chung là một con người có đủ những cái mắt tai mũi miệng vân vân, đó là một cái hạnh phúc. Rồi được làm người hoàn hảo mà lại còn được nghe, được thấy những điều lành thiện trong đời này, đó là một hạnh phúc nữa. Ví dụ như mình là Phật tử thì mình được nghe Phật pháp, hay là mình là một con chiên thì mình được nghe những lời hướng dẫn của Chúa, thí dụ vậy. Cho nên tất cả mọi người, nếu chúng ta chịu khó nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có nhiều cái diễm phúc, được làm người, được nghe giáo pháp. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta được sanh, có nghĩa là được sống trong một môi trường tốt. Ví dụ như mình được sinh sống ở nước Úc này là một cái hạnh phúc. Cũng như tất cả mọi người khác đang được ở các đất nước tự do, gọi là đầy đủ, sung mãn những đời sống vật chất. Rồi chúng ta ở đây, ở nước Úc, cũng là một trong những người đang được hạnh phúc. Vì vậy cho nên, nếu mỗi ngày mà chúng ta biết nhận diện những cái hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên mình sẽ phát tâm mình sống tốt hơn, mình làm, mình chấp nhận, mình biết trân quý những cái gì mình có. Thường thường người đời ai cũng muốn, một là quen người tốt, phải không? Cũng giống như mình mà con mình mà lớn lên mà đi ra ngoài mà làm việc hay quen ai, mình cũng muốn sao? Muốn con mình quen được người tốt. Thì mình muốn con mình hay là người thân của mình luôn luôn quen biết được người tốt, mà chính bản thân mình cũng muốn làm một người tốt. Mà người tốt á, chúng ta thường nói tiếng Việt là người tốt, còn nói theo cái từ Hán Việt mà chúng ta thường dùng là gì? Là lương nhân. Mà nếu mà ngược lại với lương nhân là gì? Ác nhân hay là bất nhân? Bất nhân là người đó là người, hay là người đó không có cái thiện, người đó không có cái lành. Cho nên người nào mà xấu thì chúng ta gọi là ác nhân, người nào thiện chúng ta là lương nhân. Mà chúng ta nói theo tiếng Việt rất là rõ, đó là người tốt. Mà cái người tốt á, thì phải có những cái thể hiện cụ thể. Vì vậy cho nên trong Phật giáo, ngay Đức Phật cũng hướng dẫn cho tất cả mọi người, trước hết là phải sống là một con người, thì phải sống trong kiếp người bằng một cái cách tu tập như thế nào để mà thể hiện được cái nhân cách của mình. Và nhà Phật gọi là nhân thừa. Nhân thừa là gì? Tức là một cái pháp tu để chúng ta trọn vẹn, chúng ta làm những người trong cuộc sống. Vì vậy cho nên trước hết mình phải làm người tốt, mà muốn làm người tốt thì phải tu năm giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên nhân thừa thì tu năm giới. Nhưng bây giờ mình nói trong cuộc đời này mình muốn làm người tốt thì mình phải thực tập như thế nào? Mình phải có những cái gì để thể hiện cái tướng tốt của người tốt? Mà thường thường mình gặp người nào đó, mình nhìn cái gì trước? Mình chưa biết người đó là sao mà mình nhìn cái gì trước để mình tạm gọi là người đó có cái tốt? Cái gương mặt. Cho nên người nào mà có gương mặt tốt mình nói sao? Nhìn mặt thấy phúc hậu quá, thấy hiền lành quá. Có thể mình người đó chưa nói chuyện với mình chưa nghe được lời nói của người đó, mình chưa sống gần, mình chưa sinh hoạt chung, mình chưa biết được cái hành xử người đó ra sao. Nhưng mà trước mắt là mình nhìn cái gương mặt, và chính cái gương mặt của họ, cái mình nói sao? Nhìn phúc hậu quá. Vì cái gương mặt phúc hậu đó, nó ít nhiều cho chúng ta biết được rằng cái lòng của người đó. Cho nên cái người tốt á, trước hết là thể hiện qua cái phúc hậu. Phúc là gì?
là những cái lành thiện mà người đó thể hiện trong đời sống của họ. Còn hậu á, tức là những cái gì nó ở phía sau. Thí dụ người đó ở đời là tốt quá, mình nói người đó ở đời có hậu đó. Có hậu là gì? Tức là người đó có cái tiếp nối dài về sau. Và người đó, nếu mà mình nói là người đó sống cuộc đời có những cái tiếp nối, hay là cái hậu đó, cái họ sống không có ngắn, họ sống họ biết nhìn xa thấy rộng, và họ luôn luôn họ nghĩ tới những cái tương lai. Cho nên cái người mà hậu đức thì tải vật, nghĩa là người có đức hạnh thì việc gì cũng có thể gánh vác được. Hậu đức tải vật, tải là chuyên chở. Ví dụ như mình mà muốn nhờ ai việc gì, mình cũng nhờ người có cái đức. Cho nên ví dụ như mình gả con, hay là mình cưới vợ cho con, thì mình hay nhờ những người nào mà thứ nhất là hai vợ chồng đó sống hạnh phúc, và hai là mình biết họ có đạo đức gì đó, mình nhờ họ đứng ra đi, họ đi 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 nói vợ giùm con mình để đại diện cho gia đình đó. Tại thường thường cái quan niệm của người ta là phải tìm những cặp vợ chồng nào sống có nhân hậu, có đức. Cho nên cái người tốt thể hiện qua một đức tánh đầu tiên, đó là phúc hậu. Cho nên người xưa thường hay nói phúc đức tải vật. Người có đức thì có thể chuyên chở, có thể gánh vác được những công việc gì. Cho nên có những ông vua đó, ông không có truyền theo theo cách ngày xưa là mình mà mất đi thì vua sẽ truyền lại cho một người thái tử kế, gọi là con trai lớn. Nhưng mà có những ông vua ông không đi theo cái công thức đó, ông đi tìm những người đạo đức ông trao. Cho nên cái câu đó thường người ta gọi là gì? Truyền hiền không truyền tử. Tức là mình truyền cái ngôi báo lại cho một người hiền đức, chứ không phải đi theo thứ lớp truyền cho con của mình. Có nhiều khi ông thấy con của mình, đứa con trai lớn, nó có thể nó không tốt, nhưng mà đứa con thứ tư nó tốt, có thể ông truyền cho đứa thứ tư đó. Và dĩ nhiên nó sẽ, ông sẽ làm một cái sự gọi là xáo trộn. Lẽ ra là phải truyền xuống cho cái đứa con đầu tiên, thái tử, đại thái tử, chứ tại sao lại là người thái tử thứ tư? Thì lúc đó cái lý của ông là gì? Cái lý là truyền hiền không truyền tử. Cho nên nhiều khi có những bậc trong chùa cũng vậy, có nhiều khi người ta thấy người đệ tử ruột xuất gia của mình nó không có khả năng, nhưng mà trong khi đó một người đệ tử y chỉ với mình, nhưng mà người đệ tử y chỉ đó có khả năng, có đức độ, có hạnh tu, thì vị thầy đó truyền lại cái vị trí trụ trì đó cho cái người đệ tử y chỉ, mà không truyền cho cái người đệ tử rồi gọi là ruột á, xuất gia với mình. Thì người tu á là tự động không gánh tị cái chuyện đó. Dĩ nhiên là người phạm thì sao, người ta không có khởi những cái tâm ý không vui, phải không? Nhưng mà cuối cùng phải quán chiếu trở lại, thầy mình có cái nhìn xa thấy rộng, có thể thấy mình chưa đủ khả năng mà người khác có khả năng, thì mình phải y giáo phụng hành. Tức là mình y theo cái lời dạy dỗ của thầy, cái sự nhắc nhở của thầy, cái sự chỉ định của thầy, mà chúng ta phụng hành theo đó. Còn nếu mình làm ngược thì là y giáo lộng hành. Và thường thường trong chùa hay dùng từ là y giáo phụng hành, tức là y như cái lời dạy mà hành xử đó. Thì cái người mà có cái người tốt thể hiện đầu tiên là phúc hậu, thứ hai gọi là lương thiện. Lương thiện là gì? Theo chữ lương á, nghĩa là tốt, là lành. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, mình nói là lương nhân. Một cái cơ duyên giữa hai người đó quen biết nhau rất là lành, gọi là lương duyên. Cho nên người MC đám cưới là hay dùng cái từ lương duyên, tức là anh này chị này gặp nhau là một lương duyên kết nối. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau như thế này đó cũng là một lương duyên. Nhưng mà Phật giáo thì dùng cái từ là thiện duyên hơn là ác duyên. Tất cả chúng ta đều là có duyên hết á, nhưng mà có điều là thiện hay là không thiện thôi. Chứ người xưa cũng hay dùng cái từ, cái câu hay nói
phu thê, vợ chồng là duyên, ác duyên hay là thiện duyên, vô duyên thì không thể gặp. Nếu mà không có duyên đâu có gặp, đâu có sống chung. Nhưng mà đã sống chung là có duyên. Mà bây giờ xác định là hai người này duyên gì thôi, duyên xấu hay là duyên tốt, hay là duyên lành hay là duyên không lành. Thì duyên lành thì hạnh phúc với nhau, duyên không lành thì làm khổ nhau hoài, năm này qua tháng kia mà bỏ không có được. Thì thành thử ra móc một chữ gì đâu nữa để cho cái duyên này dính thêm chữ nợ. Chữ duyên nợ. Thành thử ra có nhiều khi duyên của mình xong rồi mình chưa biết nợ hay là không nợ, phải không? Sống chung rồi biết nợ cỡ nào. Nhưng mà nhất định đều có nợ hết. Không có nợ đâu gặp nhau. Không có duyên có nợ nhau hết. Người nợ ít nợ nhiều thôi. Chứ cái điều thứ hai là cái người tốt là lương thiện. Ban ngày không làm chuyện xấu, ban đêm không sợ ma gõ cửa. Đó là cái câu nói của người xưa. Và thậm chí người ta nói là sao? Tôi sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Tức là cái người đó họ xác định đời sống của họ, họ không dám nói họ tu hành, họ không dám nói kiếp trước kiếp sau, nhưng mà ngay trong đời này họ đã cố gắng họ sống một đời lành thiện. Còn cái chuyện mà sống lành mà gặp những cái điều không tốt, cái đó là nhân quả tính sao. Còn ở trước mắt là người mà sống, nghĩa là luôn luôn sống bằng cái lương thiện, thì họ không có sợ gì hết. Cho nên thường thường ta nói vàng thật không sợ lửa là vậy. Tại sao? Tại vì họ luôn luôn sống bằng cái phẩm chất lương thiện của họ. Mà cái người lương thiện là mình thấy rõ từng cái cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ không tuyên bố, mà cái đó là cái chủng tử. Cái đó là cái chủng tử từ nhỏ. Từ khi họ sinh ra họ có cái chủng tử đó. Hoặc là đôi khi hoàn cảnh xung quanh cũng có thể trợ duyên cho họ sống cuộc đời lương thiện. Cho nên cái hoàn cảnh cũng quan trọng lắm. Mà chúng ta không thể đánh giá thấp cái hoàn cảnh. Ví dụ như mình nói thôi không sao đâu, ở đâu cũng được. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu đạo lực, cái lực của mình chưa đủ, cái hoàn cảnh ảnh hưởng mình dữ lắm, chứ không phải dẫn đâu. Vì vậy cho nên tại sao người xuất gia hay là chúng ta muốn tu tập để cho nó có cái kết quả tốt, thì một số vấn đề chúng ta cần phải cắt bớt. Ví dụ như người xuất gia là phải ở những cái nơi chùa chiền, để làm chi? Dù chùa có ồn cỡ nào, nhưng mà một lúc nào đó rồi mọi người phải đi về hết, trả lại cho chùa một không khí yên tĩnh. Cho nên ở trong chùa nó có cái quy luật. Thí dụ như sáng mấy giờ dậy, rồi là công phu bái sám, rồi hành chấp tác làm việc như thế nào đó, đúng giờ nào phải đi ngủ, rồi phải tắt đèn, và khi ngủ rồi là không được làm ồn, không có được mở nhạc, hoặc là mình không có được thức khuya rồi mình làm động chúng, vân vân. Tại sao vậy? Tại vì mình tạo cái hoàn cảnh tốt để cho mọi người có thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Thí dụ ai không ngủ muốn đọc sách thì phải đi tìm chỗ nào để đọc sách chứ không, hoặc là mở cái đèn như thế nào để không làm phiền những người chung ở trong chúng với mình. Vì vậy cho nên cái người tu ở trong chùa nó tốt là cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh lương thiện đó nó giúp cho mình thăng tiến trên đường tu. Hay là bây giờ quý vị thấy một đứa con nít của mình ở đây nè, tánh nó lương thiện không? Con của mình ở đây là lương thiện lắm. Tại sao? Từ nhỏ tới lớn nó không có thấy mình đập đầu cá lóc, cắt cổ vịt, cắt cổ gà. Nó không có thấy những cảnh đánh lộn, rượt lấy dao mà rượt nhau. Nhưng mà ngược lại con cháu mà mấy đứa nhỏ bên Việt Nam, nó thấy cái đó thường không? Thường lắm. Tại vì sao? Làng xóm thường xảy ra những chuyện chửi bới với nhau, gây gỗ với nhau, rồi đánh đá với nhau, rồi thậm chí hàng ngày đi chợ mua những con vật sống về, rồi cái cảnh mình cắt cổ gà, cổ vịt, đập đầu cá lóc, rồi thế này thế kia. Tại vì cái hoàn cảnh sống là như vậy. Cho nên con nít ở Việt Nam nó thấy mấy cảnh nó biết là sao? Nó thường. Mà con cái mình ở đây nó thấy mấy cảnh nó sợ lắm. Là vì nó không thường thấy. Pháp Hòa ví dụ như vậy, đại chúng có thấy được hai cái cảnh. Ở đây là nhiều khi
Một năm 12 tháng nếu mà có gây lộn là trong nhà mình thôi, chứ mình không thấy hai nhà hàng xóm mở cửa đấu khẩu với nhau, không thấy. Nhưng mà cái cảnh đó ở Việt Nam là sở thường. Thậm chí ở đây đi chợ, vô trong chợ mua, thích món gì giá cả ta để sẵn, thích thì mua, không thích thì để lại. Hoặc là mua xong đổi ý, đi lợi cái người trả đó, customer đó trả lại, không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam là phải lựa, lựa rồi phải trả giá, trả giá một hồi kỳ kèo mắc mỏ xong không mua, không mua bỏ lại là gì? Ôi trời. Anh nói cái hoàn cảnh, không, mình nói như vậy không có phải là họ xấu, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái môi trường sống là như vậy. Và ở đây mình đem đồ tới mình trả, người ta vui vẻ, người ta nhận như thường. Thậm chí ở Costco mình mua xong rồi mình không có cái bill, mình return nó vẫn lấy lại như thường. Nhưng mà cái cách của mình là khác. Bill đâu? Rồi thậm chí mình còn móc ra mình coi, rồi hư hao mình còn thế này, Mỹ Tây không có. Anh trả tôi nhận. Vì sao? Vì họ làm công cho cái công ty đó, không phải chuyện của họ. Họ phải làm một cái người good service để giữ khách. Và họ luôn luôn họ thấy rằng sự duy trì cái cơ quan làm ăn, cái business này quan trọng hơn là đi kèo này với một người khách. Tại vì sao? Vì người ta biết lấy cái lớn bỏ cái nhỏ. Còn mình đó, là một cái chút cũng không bỏ. Đấy không? Thành thử nó thành ra chuyện lớn. Quý vị thấy được qua nói vậy đó. Chợ đây á, ví dụ như nhà hàng, những công ty, những shopping, mình đem đồ tới mình trả là họ nhận thôi. Còn cái chuyện mà mình như thế nào tính sao? Nhưng mà họ chỉ là cái người làm cho công ty đó phải đối xử tốt với khách hàng. Thành ra cái môi trường nó cũng làm cho con người dễ sống bằng cái lương thiện. Con nít ở đây nó không biết chữ lộn, nó không có biết mấy cái câu mắc mỏ, nó không có biết, là tại vì cái hoàn cảnh rất là lành thiện. Và chỉ trừ một hai trường hợp là nó đi vô trường, nó gặp những đứa bạn ăn hiếp nó. Lâu lâu có những đứa bạn trong trường hung dữ ăn hiếp nó thôi. Chứ còn cái cảnh mà la hét, rồi thậm chí ở đây mình cũng có nghe con người giành giật xe cộ, bóp còi ỉ o, rồi chửi bới nhau do cái vấn đề xe cộ, rất ít những trường hợp như vậy. Cho cái hoàn cảnh đó cũng tạo cho nó một đời sống lành thiện. Đi học về nó chỉ biết ở trong nhà, bất quá là nó chơi game, nó ăn cơm trong gia đình. Rồi có những đứa im lặng đi về phòng, nó cũng có giao tiếp với người bên ngoài bao nhiêu. Trừ những đứa có bạn bè thì đi chơi. Mà quý vị đi thấy trên đường phố im lặng, lâu lâu bóp còi là vì có những người lái ẩu. Còn bên khi một cái hoàn cảnh nó quá đông mà ai cũng muốn đi giành trước thì phải bóp còi, rồi phải lách lấn, phải chen, phải lấn, phải không lấn sao chen, không chen lấy gì lấn. Hình như là phải chen, phải lấn. Đâu, cái hoàn cảnh thì người tu của ta cũng vậy. Thí dụ bây giờ một cái người tu ở Việt Nam mà lái xe ra đường đôi lúc cũng phải như thế thì mới đi được, tại có hoàn cảnh nó vậy mà. Nếu mà không thì làm sao đi? Cho nên rồi mình cũng thông cảm, mình cũng hiểu. Vì vậy cho nên cái lương thiện là bản chất có trong mỗi chúng ta. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó đôi khi nó cũng làm cho mình bớt cái lương và bớt cái thiện. Và nhiều khi mình có cái lương nhưng mà nó bỏ chữ thiện, nó thêm chữ nó lẹo, lương lẹo. Cái thứ ba, để thể hiện là cái người tốt thì thường người ta giữ chữ tín. Ở đời mà muốn giữ được chữ tín thì ngôn từ cái người đó phải làm sao, phải nghiêm túc. Cho nên cái chữ tín, bên là chữ nhân, bên là chữ ngôn, hai chữ đó ráp lại thành chữ tín. Người mà có lời nói như thế nào đó để gọi là tín. Chữ Hán ta viết, ta tượng hình, ta lấy ý mà. Bên là chữ nhân, bên chữ ngôn, mà hai chữ đó ráp lại thành chữ tín. Mà người mà có cái ngôn làm cho người khác tin, tin ở cái người đó và tin lời nói của họ,
tin người, tin lời nói của họ. Cho nên chính bản thân người đó sống có chữ tín. Mà mình sống làm sao, mà mình nói làm sao riết cái chữ tín không có. Thì mình vẫn nói, ta vẫn nghe, nhưng mà trong lòng ta không tin. Mà thậm chí tôi nói cái người đó nói khi nào tới hả hay, chứ đừng tôi nghe gì hết trơn. Ví dụ nó lát tôi tới nó thôi đừng nghe, tôi bị nhiều lần rồi. Ví dụ vậy, cho nên không còn chữ tín. Nói có một câu chuyện vui. Cái anh này anh luôn luôn là anh hứa lèo, anh đi đâu anh không bao giờ đúng giờ hết. Cái thì một hôm nọ tôi nói anh sống làm sao mất tính, mất chữ tín rồi. Anh móc trong túi ra, đâu có đâu, tôi còn chữ tín trong túi nè. Anh ghi chữ tín để trong túi, mà lỡ ai có chê anh mất chữ tín cho anh đưa ra. Cái thứ tư là gì? Là cái khoan dung. Khoan hồng rộng lượng, dung ôm bao tất cả mọi người. Lòng khoan dung. Pháp Hoàng hãy đọc cho đại chúng nghe cái bài thơ dài mà nó có 4 câu hay đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mình hãy tự mình có cái mây, cái nắng trong lòng mình. Dĩ nhiên ai cũng đã từng thấy mây thấy nắng rồi, mà lỡ hôm nào trời âm u không mây không nắng, trong lòng mình vẫn tưởng tượng ra được mây nắng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, nếu một ngày nào không có mặt trời, không có mặt trăng, nhưng mà với cái tâm người có ánh trăng, có mặt trời trong trái tim mình, thì mình vẫn sống đẹp, mình vẫn tưởng tượng ra được cái hình ảnh đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Khi chúng ta sống chung với nhau vậy, ai mà chưa từng có những cái tánh tốt, để mình mới gặp nhau mình chơi, thường thường mình còn tiếp tục qua lại với người đó là do mình nhận được cái tốt của họ. Mình muốn qua lại mình chơi tiếp thì mình đã biết bao nhiêu cái đẹp của họ trong trái tim mình rồi. Thì mai mốt lỡ họ có làm gì lỗi đó thì mình đừng có để ý mấy cái đó. Hãy đem những cái tốt của họ ra, phải không? Để làm sao mình ôm ấp được họ, mình bao dung được họ, mình tha thứ được họ. Tại vì con người thỉnh thoảng cũng có những cái sai, mà cái sai đó nó không có quá đáng so với những cái tốt của họ có. Thì mình có thể ôm ấp được họ, có thể bao dung được họ, có thể tiếp tục làm bạn với họ, gần gũi được với họ. Bây giờ nếu như mình đặt giả vụ như là trên thế gian này, trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ một người nào chỉ cần làm lỗi một lần thôi là mình từ giã người đó, thì chắc có lẽ đến giờ phút này mình mãi là người cô đơn. Tại vì có bao giờ một người nào gần gũi mình mà không lỡ lời, không lỡ những cái cử chỉ. Ví dụ như là hàng ngày mà gặp nhau mà nói chuyện thường xuyên nhất là lỡ lời. Bà đã nói là lỡ lời nghĩa là người ta không có cố ý. Thành thử ra mình hãy nên bao dung. Người ta nói là sao? Đa ngôn là đa hóa, nói nhiều là lỗi nhiều. Vì vậy cho nên nói nhiều mà lỗi nhiều thì mình đã nói được câu đó rồi, thì mình nên thông cảm. Mình nên thông cảm. Và đối với cái người mà mình muốn sống mà cho giảm cái lỗi khi nói đó, thì người đó phải có định tĩnh, có chánh niệm. Người mà có định á, thì người ta không có nói nhiều, người ta nói ít, nói vừa đủ. Và lời nói nào nó cũng chuyên chở được cái chắc rắn ở trong đó. Còn cái người vui vẻ nói rất là nhiều, huyên thuyên đủ chuyện, nói cho mọi người vui, nhưng mà cái tâm họ không có suy nghĩ gì, cứ nói thì thế nào cũng dấp. Bây giờ quý vị để ý thôi, mình để ví dụ vậy nè. Một cái người bước ra đường mà họ đi từng bước, với một cái người mà lúc nào mặt mũi ngó mắt thì ngó trời ngó đất, đi thì không ngó đất, thì thế nào họ cũng sao, cũng dấp gạch sủn sỏi gì đó. Ví dụ thường vậy thôi. Hãy mà đi gấp thì thế nào cũng sẽ vấp. Còn lời nói mà uyên thuyên, nói không chừng mực thì thế nào cũng có lỗi. Cho nên trong cuộc sống nó cũng có những cái câu đó để nhắc nhở mình, để mình có thể tự sửa mình, và cũng để thông cảm người bằng cách gì?
đa ngôn đa quá, người nói nhiều hay mắc lỗi. Đó. Rồi gì nữa? Ở đời này nè, mình biết việc ít thì phiền não ít, biết việc biết quen biết nhiều người thị phi nhiều lắm. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình biết việc ít thì phiền não ít, mà mình quen biết nhiều là thị phi nhiều. Tại sao? Thế nào mỗi ngày mình sống, mỗi việc mình làm đều có người dị nghị hết, đều có người bình luận hết. Cho nên những cái người mà nổi tiếng ở trên thế giới, người ta sợ ra ngoài lắm. Mà không lẽ cuộc đời mình cứ trốn trong nhà, cứ trốn trong nhà sao? Phải ra, mẹ ra là bao nhiêu cái ống, cái ống ống dòm tới ngó theo. À, nhiều khi họ, thí dụ như mình đi, dân thường gọi là phó thường dân nha, phó thường dân. Người dân thường chưa đủ, nó phải làm phó thường dân. Đi ra đường nhai xin găm chóp chép, nói chuyện ngay nói hết á. Nhưng mà nếu là mình là một nguyên thủ quốc gia mà lên đọc diễn văn mà miệng nhai xin găm là thế nào, có hình ảnh nó chụp. À, nó hình ảnh nó chụp, nó để tới clip nói ông này lên đọc diễn văn mà còn nhai kẹo xin găm. Quý vị thấy không? À, thí dụ như cỡ như mình thì bình thường ngồi đâu móc mũi cũng ai nói. Nhưng mà một cái người mà họ có vị trí trong xã hội rồi, mà họ đi đâu mà họ làm gì người ta cũng để ý. Cho nên thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình mà quen biết nhiều, mà một là mình quen nhiều người, hai là nhiều người biết mình. Có thể mình không quen ai nhưng mà nhiều người ta biết mình, cái đó cũng mệt lắm. Mình đi đứng không bình thường nữa. Cho nên á, có một cái mình phải có cái lòng khoan dung. Có một cái bữa nọ trên một chiếc xe bus, thì một cái cô này cô lên xe bus mà hết chỗ ngồi, cho nên cô mới đứng ở khoảng giữa chiếc xe bus. Thì trong khi chiếc xe bus lắc một cái cua thì cô ngã, cô giống như cô nghiêng người cô ngã. Thì cũng ngay lúc đó cô phát hiện ra có người thò vô giỏ cổ ăn cắp cái bơm. Thì cổ mới la lên, cổ mới nói là có ăn trộm, có người ăn cắp đồ. Thì trong lúc đó thì xe vẫn tiếp tục đi. Thì cái anh tài xế đó, ảnh mới tuyên, ảnh mới đọc lên, ảnh mới cầm cái microphone, ảnh thông báo trên chiếc xe bus. Ảnh mới nói rằng á, chiếc xe này sắp sửa đi qua một cái hầm cầu, một cái đường hầm rất là tối. Những người, một anh, nếu một người nào hồi nãy giờ đó đã nhanh tay thì hãy nên để cái bóp đó xuống khi cái đường hầm này đi qua bóng tối, không ai thấy anh đâu. Thì anh nói như vậy thì xe cũng vừa tới cái đường hầm cầu đó. Thì một chút xíu sau qua khỏi đường hầm đó thì cái bóp đó được lượm lại trả cho cô này. Nếu như cái anh tài xế đó ảnh không khoan dung, ảnh tấp chiếc xe bus vô trong cái trạm cảnh sát, thì cảnh sát bước lên xét hết từng người trong đó, thì cái anh chàng này sẽ mất cái cơ hội phục thiện. Đó là cái lòng khoan dung và cái sự tỉnh thức trí tuệ của anh tài xế xe, cho một người có cơ hội phục thiện và cũng lấy lại vật cho cái cô gái ở trên chiếc xe bus đó. Thời xưa có một ông vua tên là Sở Trang Vương. Một hôm trong một cái bữa yến tiệc thì đèn thắp sáng lên, thì một cơn gió bay tới làm tắt đèn ở trong cái phòng tiệc đó. Thì lúc đó có một tên lính đứng gần bà hoàng hậu, đưa tay vô sờ bà. Thì trong lúc như vậy thì bà hoàng hậu bà la lên. Thì cái anh này ảnh mới, thì cái bà hoàng hậu bà mới chụp được cái sợi dây thắt lưng của cái anh lính đó. Thì bà nói bẩm hoàng thượng, hồi nãy có một cái lúc mà đèn tắt thì có một người đã lợi dụng để sờ mó thần thiếp.
xin hoàng thượng hãy cho người đi truy lùng, vì thần thiếp mới lượm được sợi dây thắt lưng của anh đó. Thì Sở Trang Vương nghe xong thì thay vì tuyên bố đi tìm, thì Sở Trang Vương nói tất cả mọi người ngồi trong phòng tiệc này phải lập tức tháo dây lưng ra hết. Để làm gì? Để đồng mất cái dây lưng và không tìm được ai là cái người thủ phạm hết. Sau này do một cuộc chiến loạn, mọi người tán loạn chạy trốn vì sợ chết, duy một anh lính đó ở lại cứu Sở Trang Vương. Thì trong khi cứu Sở Trang Vương thì anh mới nói, ông vua mới hỏi anh, trong khi hoạn nạn loạn lạc này mọi người sợ chết bỏ chạy, tại sao khanh dám hy sinh cứu trọng? Thì anh mới nói, bẩm hoàng thượng, hoàng thượng có nhớ buổi tiệc của năm ngày đó không? Và hạ thần chính là tên lính đã có ý xấu với hoàng hậu, nhưng thần nhận ra lòng bao dung của hoàng thượng, kêu mọi người xổ dây đai ra hết để không tìm ra được cái thủ phạm đó. Vì chính lòng khoan dung của hoàng thượng, hôm nay hạ thần thà liều chết cứu hoàng thượng để đền cái ơn mà hoàng thượng đã bao dung cho thần ngày đó. Đó là cái lòng khoan dung. Một người đệ tử vì ham chơi ở trong chùa buồn, cho nên đã họp với nhau mấy chú lại và thay phiên để mà chia nhau leo tường chùa đi chơi. Chú này đi về thì liệng cục đá nhỏ vô cái cửa sổ, chú kia nghe tới đứng sát tường đưa lưng trong kia leo xuống. Sư phụ biết được, một ngày nọ sư phụ ra đứng ngay chỗ kia, thấy chú kia đang nai lưng chuẩn bị đỡ ông kia xuống, sư phụ quắt con vô trong ngủ đi để thầy. Sư phụ đưa lưng rồi, chú đệ tử leo xuống, tưởng đâu ông sư đệ mình xoay qua cảm ơn. Có thấy ổng muốn xỉu rồi, vì thấy sư phụ mình. Sư phụ không hề nói một câu gì hết. Sư phụ nói, đi chơi mệt không con? Thầy có nấu sẵn mì mama ở trong đó, con vô ăn cho khỏe rồi đi ngủ. Khuya rồi đi ngủ sớm đi con, mai công phu. Từ đó về sau, chú tiểu đó không hề bước chân ra khỏi cửa, vì cái tâm bao dung của người thầy, hiểu cái tuổi trẻ nó còn ham chơi, nhưng mà nó ham chơi mà nó vẫn còn biết leo vô chùa lại, cái đó mới quý. Thật ra một con cá mà nó ở trong cái gì nó bị người ta vớt ra rồi mà nó giọt ra được á, quý lắm. Ngày xưa có hai thiền sư đi trên đường thì có thấy một cái anh chài cá, anh chài được con một mớ cá thì có một con cá nó phốc ra khỏi được cái lưới, thì vị thiền sư ngồi trên xe vỗ tay khen. Thì cái ông khác ông nói, mắc cái gì khen, nó không bị vô cái lưới đó nó mới hay chứ, nó vô rồi mà dắt gì khen. Thì ông sư huynh mới nói, sư đệ chưa hiểu ý tôi, nói vậy thôi. Đi đến một đoạn đường khác, ông sư đệ này bắt đầu quán chiếu xong mới nói, em cảm ơn sư huynh khai thị. Người khai thị cái gì? Nếu mình sống mà mình chưa bị nhiễm ô thì có đó quá tốt rồi phải không? Nhưng mà lỡ rồi mà vô cái chồng đó rồi mà biết phóc ra lại được, cái điều đó quý lắm. Con người cũng thế, ở đời có hai dạng người, một là không lỗi, hai là có lỗi mà biết hối cải. Thì cái người không lỗi có gì đâu nói, cái người có lỗi mà biết hối cải đó, người đó quý. Cho nên người Việt mình thường á, đé đánh kẻ gì đó, đánh kẻ đi chứ đâu có ai đánh kẻ lại. Người biết trở về mà tại sao mình không cho? Có một thiền sư đang ngồi thiền thì ăn trộm tối, nó đâu có biết gì đâu, nó cứ lẻn vô phòng ông, nó lục mà nó sột sạc không ngồi thiền cũng được. Cái ông lên tiếng luôn, ông nói trong tủ nó còn cái mền mới, người ta mới cúng chưa có xài,
anh có cần là lấy đi. Trời ơi, nó nghe xong 3 giờ 4 cẳng nó gom cái mình nó chạy không kịp. Thiền sư mới nói tội nghiệp anh này, một ánh trăng đẹp mà anh không thấy, anh chỉ thấy có cái mền. Nhưng mà cuộc đời người ta bần cùng sanh đạo tặc, mình có cái lòng khoan dung thì vẫn hơn. Trong một ngôi chùa có hàng trăm đệ tử, duy nhất có một chú đệ tử hư chuyên môn ăn cắp đồ chùa đi bán. Thì bữa nọ huynh đệ mất đồ quá rồi mà cứ rình riết thấy ổng, bắt đầu biểu tình đi lên ép ông thầy đuổi cái chú mà chuyên ăn cắp. Ông thầy mới nói tụi con bây giờ tốt rồi, tụi con sống ở đâu cũng được, cái đứa này mà nó còn vậy là bỏ ra ngoài thiên hạ còn chết lớn với nó nữa, thôi tụi con đi đi để thầy giữ nó. Chú đệ tử nghe được câu chuyện thầy mình khoan dung với mình như vậy, từ đó về sau không còn ăn cắp nữa. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình không có mở cái lòng bao dung thì làm sao mình mới có thể độ người được. Chữ độ là gì? Độ đây không có nghĩa là mình biến phép, mình làm cho người đó tốt, nhưng mà mình nắm tay họ, mình dắt dẫn họ từ một cái bờ khổ đau sang một cái bờ hạnh phúc do tự họ. Như mình là cái người có công dẫn. Cho nên chữ độ là vậy đó. Độ là từ bờ bên này sang bên kia, dễ thôi. Cái thứ năm, một cái người tốt là có lòng khiêm tốn. Có một cái anh, cái ông đó, ông ở chung một làng, thì đi lên thành phố học. Học xong rồi bắt đầu về muốn khoe cái tài của mình, cho nên đi về trong làng bắt đầu là gì đó, mục hạ vô nhân, dưới mắt không có người. Cho nên là ảnh đi nghinh ngang trong làng xóm, thì ảnh muốn biết là bây giờ ảnh đang đi tìm người để ảnh thử tài ảnh. Sao đi hoài không thấy ai hết. Mai sao đi ngang cái ông tiều phu, ông làm ruộng, ông già làm ruộng, cái nói bác nhớ con không, con là tên gì ở xóm này nè, con lên Sài Gòn con học giờ bằng cấp con có rồi vậy đó. Rồi xong cái ông mới nói đi ra rồi mới biết ở trong làng mình không ai có học hành gì hết trơn. Nhiều khi con đi con tuổi mà con vừa mắc cỡ nữa, không dám nói mình ở làng đó vì ta nghĩ cái làng này còn dốt hết. Nói xong hồi cái nói bác à, bây giờ con đố bác một chuyện nghe, mà hễ bây giờ con đố bác á mà bác biết bác trả lời á được á thì con bác trả lời được câu hỏi của con thua bác 10 đồng. Nhưng mà nếu con ngược lại con đố bác mà bác trả lời không được á, bác chỉ cần trả con đồng thôi. Thì ông già cũng nói dạ được. Thế thì ông mới nói thôi bác đố con trước đi. Tại ông giỏi mà, ông nghĩ ông giỏi cái gì cũng biết thì tại sao phải đố trước. Nể ông già, gọi là cho ông già đố trước. Thì ông già mới đố anh: con gì khi lên núi đi bằng 4 chân, khi đi xuống núi đi bằng 2 chân? Anh nghĩ hoài nghĩ không ra, cuối cùng anh thua cái anh móc 10 đồng cũng được. Thì hồi nãy hay giao kèo rồi, hễ con thua con trả 10 đồng. Thì khi anh móc 10 đồng anh đưa cái, trong khi đưa tiền mà ấm ức: con gì vậy bác? Đưa 10 đồng mà ấm ức: con gì vậy bác? Thì vậy thôi, cái ông già ông lấy 10 đồng, nhưng mà ông cũng chuẩn bị sẵn 9 đồng rồi, ông đưa lại. Ông nói tôi nói thiệt với anh, tôi cũng không biết. Nhưng mà quý vị biết là hồi nãy anh thua, anh đưa tôi 10 đồng. Bây giờ anh hỏi ngược lại tôi, cái đó là con gì? Tôi thành thật tôi nói rằng tôi không biết, lại tôi thua anh đồng đúng giao kèo. Anh đưa tôi 10, tôi trả là anh 9, tôi giữ đồng anh thua tôi thôi. Vì vậy cho nên người xưa mới có câu á: khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ, tự cao một chút cũng là thừa. Mình khiêm tốn bao nhiêu chưa chắc đã đủ,
Nhưng mà một lần khiêm tốn, xin lỗi, một lần mà mình tự cao, thấy nó quá dư thừa, mà thậm chí người ta còn nói hoài, nói không hết chuyện. Cho nên vì vậy mà tại sao á, trong chùa đó, các thầy, các sư cô mỗi khi đắp y rồi là hai tay phải để ở trước này. Khiêm cung. Lúc nào tay mình phải cung thủ. Cái y mà đắp vô rồi á, cái vạt bên bên này nè, để ở đây nè, thì cái cánh tay bên này phải để đáp vô. Mà đi lúc nào hãy người mà đắp y rồi là hai cái tay sẽ đi trước về, để bày tỏ sự khiêm cung của mình, gọi là lúc nào mình cũng cung thủ. Mình muốn đưa cái gì cho ai xa quá, theo lẽ phải đưa hai tay mà đưa không tới, thì đưa một tay, nhưng mà cái cánh tay trái nè phải đắp vô cánh tay phải một cái, để nói với người kia là con có lòng muốn đưa món này bằng hai tay, nhưng vì xa quá con đưa không tới, và con xin thể hiện bằng cách là con để một cánh tay nữa vào đây, bằng cách con đưa hai tay. Khiêm tốn. Tại sao trong Phật giáo mình phải chắp tay mình xá nhau? Khiêm tốn. Gặp nhau là phải giữ sự cung kính. Và đừng nói rằng nó thằng nó nhỏ xíu mà tại sao tôi lớn hơn nó, tôi phải xá nó. Dạ thưa, mình không phải xá cái xác nó, mình xá cái ông Phật trong nó, mình xá cái tấm của nó. Và hơn nữa, xá như vậy để chi? Để nó tự động nó chắp tay lại, nó xá mình, là mình dạy cho nó, vừa xá nó nhưng mà đồng thời cũng hướng dẫn cho đứa nhỏ đã biết khiêm cung. Ông thầy đó, ông nhỏ hơn tôi rồi mắc chi tôi xá không? Mình không có xá cái xác đó, mình xá cái giới pháp mà ông đang thọ nhận của Phật, mình xá cái y mà ông đang đắp, mà sâu sắc hơn nữa xá Phật tánh của ông thầy đó. Và khi mình xá như vậy thì ông thầy đó tự biết tàm quý. Một bậc trưởng thượng mà xá mình thì tâm mình còn phải cung kính hơn thế nữa. Cho nên xá ông thầy là dạy ông thầy tu. Ví dụ như mình gọi thưa thầy, thí dụ vậy đó, nói, tại sao tôi phải gọi, tại sao không được, ổng là ông thầy thì mình kêu ông thầy. Mình đi bác sĩ, mình đang gặp, dạ chào bác sĩ. Vô văn phòng luật sư, chào luật sư. Vô nha sĩ, chào nha sĩ. Tại sao giờ cái ông đóng cạo đầu, ông mặc đồ tu, mình kêu ông thầy không được? Thì mình lại nói là tuổi tác mình lớn hơn. Xin lỗi ca sĩ mà gặp, chào anh ca sĩ. Nghĩa là mình gọi đúng cái vai trò của họ là ai. Thì mình ông thầy chùa, ông đâu trong chùa ông tu. Mà thường thường á, thầy ở trong chùa, nhưng mà kêu thầy chùa nghe nó kỳ. Thầy ở trong chùa thì nghĩa là thầy chùa, nhưng mà thường nghe chữ thầy chùa thấy nó có gì nó đau đau. Hình như nó đang soi mói gì đó. Nhưng mà mình gọi vị thầy đó, nó có nhiều cái hay lắm. Một, gọi đúng cái vị trí của ông. Ông là ông thầy, tôi gọi ông là ông thầy. Vì sao? Vì trên thế gian này tôi gặp ca sĩ tôi gọi ca sĩ, tôi gặp luật sư tôi gọi luật sư. Tất cả những chức vụ trên thế gian này mình vô đâu mình gọi đúng vậy. Thì ông đó ông thầy kêu ông thầy. Thứ hai, mình xá ổng, mình thậm chí mình xưng con. Để chi? Để cho ông tu. Chúng tôi gọi ông bằng thầy, xưng như vậy thì ông tự biết cái vị trí của ông là như vậy, cho mình đưa vị đó vô cái khuôn, chứ không có sao hết. Mà thật sự mình càng như vậy, mình càng làm cho cái người đó tu phải giỏi. Tu phải giỏi. Cho nên trong Phật giáo mình tập xá nhau nè, rồi thậm chí gì nữa, phải mọp sát người mình xuống đảnh lễ Phật. Để chi? Để bày tỏ buông xả cái ngã mạn của mình. Khiêm cung đó.
Cho đó là sự khiêm cung. Cho cái người mà họ có khiêm cung, họ cũng thể hiện được cái đức tính tốt của họ, họ là người tốt. Đó là cái điểm thứ năm của người, cái người tốt. Điểm thứ sáu là gì? Là chánh trực. Trực là thẳng, chánh là ngay. Thậm chí người đó trực, người đó luôn luôn ngay thẳng, nghiêm túc. Có một ông quan á, ông nổi tiếng là không có tham. Vì ông không tham cho nên mọi người rất quý ông. Một hôm nọ có một anh trong cái làng đó quý ông lắm, thì gia đình ảnh có một cái viên ngọc, ảnh mới đem lên dâng cho ông quan. Ông nói: dạ thưa quan, gia đình con có một viên ngọc mà con ra chợ con kiểm soát rồi, người ta nói đây là một viên ngọc quý, và con biết chắc đây là viên ngọc quý rồi, cho nên con quý quan, cho nên hôm nay con đem dâng tặng cái viên ngọc này cho ngài. Ông quan từ chối không có lấy. Ông quan nói á, ông cho viên ngọc này là quý, tôi cho sự không tham của tôi là quý. Nếu hôm nay tôi nhận viên ngọc của anh thì anh mất một của quý. Tôi nhận viên ngọc này thì tôi cũng mất một của quý, mà của quý của tôi là không tham. Nếu nhận cả hai chúng ta đều mất hai của quý, anh mất viên ngọc quý, tôi mất lòng không tham là quý. Chi bằng anh giữ lại đi, để hai chúng ta giữ được của quý. Chúng ta cũng thế. Bây giờ mình tập, ví dụ như là trong cuộc sống của mình, cái gì mình không cần mà người khác cần mình nhường. Có đôi khi mình không có cần, nhưng mà cái thói quen của mình là free là lấy, mua mới tính sao. Tại cái gì mà miễn phí là mình phải lấy, mà thậm chí là miễn phí là hốt chứ không có lấy nữa, hốt. Còn hễ cái gì mà trả tiền là gì? Lựa. Đi chợ mà người ta bán bắp mà một đồng một trái là mở hết ra, mở hết ra để make sure là trái bắp này hột từ trên xuống dưới, hột cho đều, hột lép lỏng. Thí dụ vậy đó, đâu có xa đâu, đó là chuyện bình thường của con người mà. Nhưng mà chúng ta sống ý thức chánh niệm, ý thức bản thân mình, tâm tánh và tật, cái tật của mình. Thưa đại chúng, là cái bệnh chữa được mà cái tật khó chữa lắm. Thí dụ như cảm ho rồi là bệnh, còn tay chân mà què quặp thì gọi là tật. Thì trong con người chúng ta cũng vậy, chúng ta có những cái tật mà nếu chúng ta không chữa thì cái tật nó càng ngày càng lớn, càng nặng, và thậm chí người ta rất khổ với cái tật đó của mình. Thí dụ mình nói cái tật của tôi là nóng, trên bào chữa là nhưng mà tôi tốt, thì mình tốt người ta biết rồi, nhưng mà sao mình không tương đồng cái lòng tốt với cái lời nói tốt để cho nó trọn vẹn là lương thiện, là người tốt. Bụng thì tốt mà mình nói ra cái lời không tốt thì người ta nói mình là gì? Khẩu sao? Khẩu xà tâm Phật, nghe kỳ quá. Nhưng mà rồi có nhiều khi mà ngược lại nữa thì có nhiều người là khẩu thì Phật mà tâm thì xà, này còn nguy hiểm nữa. Rồi có bạn thứ ba là khẩu xà tâm xà, cái này còn dữ dội nữa. Cho nên Phật nói có ba thứ rắn: có rắn có độc, có rắn không độc, vân vân. Cho nên chính trực đó, là cái người mình tập mình sống cái gì mình không cần mà người mình biết người khác cần nhiều, và thậm chí mình có lấy mà mình biết người khác cần cho. Cái thứ bảy mà để nói lên người tốt là gì? Là thành thật.
Có một câu chuyện rất thật ở tại nước Anh đó. Thì có một hôm đó có một cái ông nhà giàu, trên đường ông đi về buổi tối, thì có một đứa nhỏ nó cứ đeo theo ông, nó bán kẹo. Ông nhất định ông không mua, nó năn nỉ quá. Thì ông mới nói tôi không có tiền lẻ. Nó nói ông ơi, cái bịch kẹo này 10 đồng mà ông đưa con 100, ông cứ đi giữ bịch kẹo đây nha, con chạy con đi đổi tiền về con thối lại cho ông. Nó đi suốt một buổi, ông này chờ hoài chờ quỷ không thấy. Tới khuya là ông bắt đầu, ông đã có thể trả có câu trả lời rồi. Ông nói ông bị gạt, cho nên thôi ông coi như là chấp nhận mất con trầu. Ngày hôm sau có một đứa nhỏ khác chạy tới cửa tiệm của ông, xin vô văn phòng gặp ông. Ông nhìn đứa nhỏ, ông ngạc nhiên hỏi con là ai. Nói dạ anh của con là người bán kẹo cho ông tối hôm qua, vì khuya anh con đi đổi tiền, lo gấp gáp đổi tiền và xe đụng anh của con. Nhưng khi anh con nằm bệnh viện, anh con vẫn dặn con đem 90 đồng này tìm tới ông trả lại cho ông. Thì cái ông này ông nghe như vậy ông cảm động, ông mới kêu cái đứa em đó dẫn ông tới để thăm cái đứa anh đó. Thì trong khi ngồi nói chuyện thì ông mới phát giác ra rằng hai đứa nhỏ này là hai đứa mồ côi. Và từ đó ông đã nâng đỡ hai đứa nhỏ. Thế cho nên cái lòng thành thật nó là phẩm giá của con người, sự chân thành. Đó là một câu chuyện có thật ở tại nước Anh. Một câu chuyện thật khác có thật ở nước Mỹ. Một hôm đó có hai anh đó, một anh tên là Paul, để Phong Hoài nhớ một anh tên Paul, một anh tên gì đó, một anh tên là Jack. Thì hai cái anh này á, cái bữa nọ mới tổ chức với nhau đi chơi snow, đi chơi ski gì đó. Thì gặp một cái cơn tuyết đổ nặng, cho nên hai anh mới tấp vô một cái nhà để xin ngủ lại. Thì cái bà chủ nhà bà mở cửa, bà thấy hai anh, bà không dám cho vô nhà. Thời đó cũng thời xưa, cho nên cũng còn phong kiến, cũng còn xin lỗi, cũng còn dè dặt. Bà nói chồng tôi mới chết, nếu mà hai anh vô nhà tôi ở như vậy thì những người xung quanh bà con họ biết được, họ nói chết. Thì hai anh mới nói như vậy bà có thể cho tôi vô ngủ ở cái gara được không? Thì cái bà đó bà chấp nhận, nhưng mà với điều kiện là 5 giờ sáng ngày mai hai anh phải rời nhà sớm chứ không để người ta thấy. Thì trong khi đồng ý như vậy rồi thì đóng cửa rồi hai anh ngủ. Sáng trước 5 giờ là hai anh rời đó rồi. 9 tháng sau anh Jack á, anh mới nhận một lá thơ. Anh đọc xong lá thơ, anh mới gọi cho anh Paul. Anh mới hỏi anh Paul, anh có nhớ là 9 tháng trước mình đã đi chơi ở một cái cuộc rồi mình tấp vô ngủ nhà bà vậy không đó? Ông nói tôi nhớ. Anh Jack hỏi tiếp, vậy có phải anh là người nửa đêm đã lén qua nhà của bà chủ nhà rồi anh có quan hệ với bà không? Thì lúc đó anh Paul mới nói là sao? Phải thú thiệt là có. Anh Jack hỏi tiếp, như vậy có phải là trước khi anh đi, anh không dám thay tên thật của anh mà anh lấy tên tôi anh khai với bà không? Thay vì tên Paul nó nói tôi tên Jack. Thì lúc đó ông Paul ông chới giới rồi, ông không thể nào cãi được. Ông nói dạ đúng. Vậy có phải anh đã đưa địa chỉ nhà tôi cho cái bà đó không? Cũng đúng luôn. Sau một hồi hỏi xong, anh Jack nói thôi tôi cũng cảm ơn anh, tại vì bà đã bả mới chết và tài sản của bà đã sang hết qua tên tôi. Đó là một câu chuyện có thật. Có hai em học sinh, ông thầy muốn thử coi đứa nào thành thật. Ông mới đưa cho hai cái hạt đậu. Ông mới nói bây giờ các trò về trồng,
hai cái hạt đậu này ai mà được nức mọng mà lên cây trước thì đem tới đây sẽ có thưởng. Thì đâu chừng 2 tuần lễ sau, thời gian sau đó thì một em nó cầm cái cây tới, nó khoe với ông thầy, nó nói thầy cái hạt đậu thầy đưa con nứt mầm rồi. Đứa thứ hai nó vô thất tiểu, nó nói sao kỳ quá, bạn trồng lên mà con trồng không có lên. Con đưa cho thầy coi, 2 tuần lễ nay con gieo nó không lên. Ông thầy mới nói của con không lên là đúng, tại cái hạt đậu của con ta rang rồi. Nghĩa là hai hạt đậu đó bị rang hết rồi. Mà cái thằng mà nó trồng lên là nó tráo. Thì ổng mới biết là cái thằng mà trồng lên này là nó giống. Đó là cái cách thử cái lòng thành thật của đệ tử, của học trò. Cũng như là các bậc thầy tổ ngày xưa muốn thử cái tâm tham của đệ tử. Trong một buổi ăn, ông để ý cái đứa nó ăn để ông biết cái tâm tham đó. Cái đứa nào mà nó ăn á, nó ngồi nó ăn bình thản, nhưng mà có đứa nó vừa đưa vô trong miệng cái á, là mắt nó ngó dĩa kế, thì cái tay nó bóc cái miếng mà nó khoái nó bỏ ở đây miệng, mặc dù miệng nó vẫn còn nhai. Thì ông thầy ông nhìn xuống, ông vẫn thấy được cái tâm tham của từng đứa. Cũng giống như là các thầy tổ của chúng ta muốn thấy được cái tâm chánh trực, chân thành của mình, người ta sẽ thấy được qua cái cây nhang mình cắm, qua cái tiếng chuông mình thỉnh, qua cái tiếng mõ mình thỉnh, qua cái cách mình dọn dẹp quét nhà, là mình làm cho qua loa hay là mình làm bằng tất cả cái chân thành của mình. Chứ ngày xưa quý vị biết là các vị cổ đức ngày xưa các ngài hay lắm. Các ngài có những cái cách để các ngài hướng dẫn mà rất nhẹ nhàng. Và thậm chí các ngài còn không cần cái máy đo gì hết trơn. Bây giờ nó có cái máy đo stress nha. Bây giờ mình vô, mình để ngón tay mình vô, xong rồi nó đo cái nhịp đập mình, nó biết rồi mình stress cỡ nào rồi sao nó hiện lên mấy cái màu hết. Rồi thậm chí mình đo vậy xong rồi người ta còn biết á, là trong người của mình đang thiếu bao nhiêu thứ chất dinh dưỡng, vân vân. Cho nên cái đức, cái điều thứ 7 mà người ta có thể nhận ra là một người tốt là gì? Là sự thành thật. Cuối cùng là sự kiên trì. Có một cái buổi, một cái ông bác sĩ đó, ông đi vào một cái ca mổ với một cô y tá. Thì sau khi mà cái ca mổ xong đó, thì ông này bác sĩ mới định vá cái vết mổ đó lại, thì cô y tá cổ cản, cổ không cho. Cổ nói là hồi nãy mình mổ đó, tổng cộng có 12 cái vật dụng nó nằm trên cái bàn mổ này mà bây giờ còn có 11 à. Nghĩa là hỏng chừng lọt vô cái bụng cô đó một cái. Cô nhất định cũng không cho mổ. Ông bác sĩ nói không, tôi phải giá lại. Cô nói tôi bất chấp bằng mọi cách, bác sĩ không được vá. Hai bên giằng co một hồi. Cô này, ông này mới nói, cô mà không nghe lời tôi sẽ cho cô nghỉ việc. Tôi chấp nhận nghỉ việc, nhưng hôm nay tôi phải chống cái chuyện này, vì rõ ràng tôi là cái người kiểm tra những vật dụng đem ra cho cái ca mổ này 12 món mà bây giờ còn có 11, mà kiếm khắp nãy giờ không có, thì làm sao tôi chấp nhận cho ông giá cái vết thương này lại được. Mà tôi là y tá, tôi soạn cái này tôi chống, tôi không cho mổ, tôi không có cho giá cái đó lại, giá cái vết thương lại. Dằn có một hồi thì cuối cùng bác sĩ mới móc ra cái kéo. Ông đang thử lòng của y tá đó. Ông móc ông ra rồi. Cái tánh kiên trì của cô chống những cái điều cần phải chống, những cái điều mà gọi là có lợi cho bệnh nhân,
và cô kiên trì tới cùng để bảo vệ cái sức khỏe, cái đời sống, sinh mạng cho một người bệnh. Sự kiên trì này, cô đủ, cô xứng đáng, cô làm việc. Và sau này cô đi làm việc ở đâu, cô cũng không bị lo sợ. Cho nên á, thường thường người ta hay có một cái, trong cái khoa bói toán á, nó có một cái khoa là coi tướng, rồi coi chỉ tay, coi nút ruồi, coi đủ thứ hết để người ta nhận định một con người. Mình không phải thầy bói, nhưng nếu như mà mình mà không có cái tướng đẹp nào bằng cái tướng tốt, người tốt. Ví dụ như người đó tướng tốt, tướng đẹp, gọi là mình nói theo tiếng Hán là gì? Hảo tướng. Hảo tướng. Mà hảo tướng thì mình dịch là tướng tốt. Cho nên mình khen Phật á, tướng tốt trang nghiêm, hảo tướng. Cho nên vì sao mà có được cái tướng đó là do cái cách sống của mình. Và chúng ta thường nói là mình thích người tốt, muốn làm người tốt. Thì người xưa có vài điểm, dĩ nhiên có rất nhiều điểm khác để nhận định là một người tốt. Nhưng đây là 8 điểm căn bản mà chúng ta có thể nương vào đó để sống. Và những câu chuyện thành thật như thế để chúng ta làm cái gì? Cái kim chỉ nam, cái thèm thèm. Thưa đại chúng, tại sao phải quy y Pháp ngoài quy y Phật? Vì Pháp là con đường dẫn dắt cho mình đi qua cái khổ tới cái chỗ vui. Ở đời này làm gì cũng có đường hết, đi đâu cũng phải có đường hết, không có đường đi không tới. Muốn làm gì phải biết cách làm, không biết cách làm nó xong. Thế thì cũng thế, chúng ta muốn làm người tốt, nó có đường, nó có cách chỉ mình làm người tốt. Bây giờ mình muốn đi đường mau, có không? Có đường mau? Có. Tại vì có nhân đạo, có thiên đạo, có Bồ Tát đạo, có Phật đạo, thì nhất định sẽ có ma đạo. Mà mình là cái người sống tỉnh thức thì chúng ta không muốn đi vào ma đạo, mà chúng ta đi vào chánh đạo, nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo. Thì muốn như vậy thì trước hết chúng ta hãy tập là một người đi trên con đường nhân đạo. Mà người ta thường nói sao? Nhân đạo mà có, thiên đạo, Phật đạo không có xa. Vậy vì vậy cho nên trong năm thừa của đạo Phật, nhân thừa đứng đầu. Ngoài thiên thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhân thừa phải có. Mà nhân thừa không có thì không làm gì được hết. Cho nên bước đầu tu phải tam quy ngũ giới. Quy y Phật, nương tựa người thầy. Quy y Pháp, tiếp nhận một con đường để đi. Quy tăng, nương tựa đoàn thể. Tổ chức chỉ có 3-4 buổi sinh hoạt ở đây mà cũng phải có một tăng, một đoàn thể. Một người đâu có làm được, phải 5-7 người, mỗi người mỗi việc. Cho quý vị thấy không có việc gì mà làm mà không có người phò trì. Ngay cả Đức Phật không có Ca Diếp, A Nan, làm sao Phật làm đạo? Di Đà không có Quan Âm Thế Chí, Phật Di Đà làm việc không xong. Phật Dược Sư làm việc không được nếu không có Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu. Cho nên chúng ta làm gì cũng phải có người phò trì, mà phò trì là tăng. Đấy, bây giờ mình nhìn trong thân thể ta, thân thể ta là một hợp thể như tăng, hòa hợp tim gan phèo phổi hợp lại làm việc tốt, cho nên mình mới sống tốt khỏe mạnh. Như vậy nhìn cơ thể mình cũng là một hợp thể tăng, năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Đăng không phải là đoàn thể bên ngoài không, mà chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì thấy sắc thọ tưởng hành thức cũng làm việc rất tốt để cho mình có một cuộc sống tốt.
Thì buổi sinh hoạt đầu tiên hôm nay, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong, là mong được làm người tốt và mong được gặp người tốt. Thì đây là cái công thức để cho chúng ta làm người tốt. Mà quý vị cứ tưởng tượng mà thế gian này chỉ cần chúng ta sống được chút nào thôi thì chúng ta được 1% của người tốt, nó cũng đỡ đi đó. Cho nên Phật nói người nào mà tu được một giới, hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, người nào tu được ba giới là gì? Là bán phần cư sĩ. Người nào tu bốn giới là đa phần cư sĩ. Người nào tu trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện. Bây giờ trong này mình có mấy câu hỏi mình trả lời hôm nay mình để dành cho ngày mai. Dạ. Tiền lính tính liền hả? Rồi, chỉ có mấy câu thôi. Thưa thầy, chồng con đã mất mấy năm nay. Nay hai con của con lại bị bệnh nặng, con cảm thấy rất buồn tủi và chán nản. Không biết kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này số phận con quá trưng chuyên. Có người thầy khuyên bảo con nên tụng chú Đại Bi 108 lần một ngày, liên tục suốt 3 năm thì sẽ hoàn chiếu và quán chiếu được kiếp trước của mình. Có phải như vậy không thầy? Trước hết đó thì Pháp Hòa xin chia sẻ cái nỗi niềm với cô. Thứ hai là theo ý Pháp Hòa thì không phải cô tụng 108 lần mà cô có thể biết được kiếp trước đâu. Thì cái này thì có thể thầy đó có cách, nhưng mà riêng Pháp Hòa thì không. Pháp Hòa không biết cái vụ này và cũng chưa bao giờ nghe tụng 108 lần mà biết được kiếp trước trong 3 năm. Thôi thì bây giờ tiếng Mỹ nó kêu wait and see. Nếu mà cô tin, nhưng mà bây giờ cô nghĩ vậy đi, cô đừng nghĩ là sau 3 năm cô có quán chiếu gì hết. Đừng đặt cái chuyện đó. Bây giờ cô cứ nghĩ là trong cái cảnh khổ thì mình đã khổ rồi, sự thật là như vậy rồi, mình không thay đổi được. Bây giờ mình chỉ còn làm được một việc là, một là chấp nhận sự thật, hai là phát tâm tu tập để chuyển nghiệp. Thì bây giờ phát tâm tu tập chuyển nghiệp thì mình chọn cách nào như vị thầy này hướng dẫn cũng được. Trì 108 lần chú Đại Bi mỗi ngày, với một cái tâm niệm là tu tập để tâm mình bình an chấp nhận những sự thật, và nhờ công đức tu tập chuyển nghiệp thôi. Chứ đừng nghĩ rằng 3 năm sau mình sẽ quán chiếu được kiếp trước gì của mình. Mà lỡ nếu 3 năm mình làm không được thì mình lại mất niềm tin với thầy, và mình có thể nghĩ rằng đạo Phật là không có linh. Nhưng mà thật sự ra cô không trì chú Đại Bi cũng cuộc sống nó cũng bình thường là vậy đó, tức là sự thật là vậy rồi. Nhưng mà nhờ cô dùng cái thời gian cô trì tụng kinh, không nhất thiết là chú Đại Bi nữa, lại sám hối tụng bất cứ cái gì mà mình có thể được, và trong thời gian cô tu tập đó, cái Phật pháp sẽ làm cho tâm cô bình an vững chắc, và cô chấp nhận được những cái gì nó xảy đến, và cô không có khổ đau khi sự việc nó đến. Vì cuộc đời này vốn vĩ chúng ta đến đây, vốn dĩ chúng ta có mặt ở đây là có những cái nghiệp lực. Mình không có nghiệp mình đâu có ngồi đây. Và mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì cái quan trọng là mình có đủ năng lực của tâm để mình vượt được những cái khó này. Còn cái vấn đề hành trì thì tùy theo khả năng của mình tốt, chứ không cần đặt cái vấn đề là 3 năm sau. Tại vì nếu mà mình đặt như vậy đó, có thể trong khi mình hành trì nó thiếu sự nhiếp tâm, vì mình cứ chờ đợi tới 3 năm. Còn bây giờ cứ thả tâm mình lỏng ra, chấp nhận sự thật, và để dành thời gian chăm sóc con cái,
và mình hành trì để chuyển nghiệp. Biết đâu chừng đời này con mình nó có mặt ở đây với mình, ngoài cái chuyện chăm sóc con cái bằng hình thức là lo bệnh, lo ăn uống, chăm sóc đời sống đó, mà nếu mình có sự tu tập, mình chuyển luôn cái nghiệp lực của nó với mình kiếp này kiếp sau thì cũng là cái tốt. Cho nên theo ý Pháp Hòa là cô cứ chọn một cái cách nào đó. Nếu mà cô không có thời gian trì tới 108 lần chú Đại Bi thì cô cứ trì theo cái khả năng của mình, thậm chí 21 lần cũng được. Hoặc là cô lễ Phật sám hối, cô cứ chọn cách nào để mà cô có sự hành trì mỗi ngày, để Pháp Phật, để giáo Pháp có thể làm cho tâm mình bình an, vững chãi, chấp nhận, rồi mình chuyển hóa nghiệp lực của mình. Bệnh nó có 3 loại, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, ba là nghiệp bệnh. Mà nghiệp bệnh thì chỉ có sám hối, tạo phước để chuyển nghiệp thôi. Còn thân bệnh thì phải đi bác sĩ đó. Ví dụ như hai cháu nó bệnh, cô phải dẫn đưa đi bác sĩ, cô phải dẫn cho chăm sóc bằng những cái phương thức ở đây. Đó là chữa thân bệnh. Ngoài ra mình không có nghiệp, mình không có gặp mấy cảnh khó, cho nên ráng sám hối tụng kinh để chuyển nghiệp. Trò không hiểu một câu trong 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là vọng nam nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện. Thưa đại chúng, đây là một trong 12 lời nguyện của Đức Quan Âm, tức là con xin kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ vọng là hướng về, nam nham tức là núi ở phía nam, bởi vì Đức Quan Âm ở nam gì, Nam Hải, theo cái tín ngưỡng của mình đó. Cho nên hướng vọng về phía nam, núi nam gọi là vọng nam nham. Chí thành lễ bái Đức Quan Âm có khả năng trừ hết những cái ngăn ngại để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Cái câu nó nghĩa là vậy đó. Nam mô vọng nam nham, tức là hướng vọng về phía nam, chí thành lễ bái, cần lễ bái, chuyên cần siêng năng lễ bái Đức Quan Âm. Cái nguyện của Ngài là sẽ già tỏa giải thoát. Tức là chữ già là gì? Là sự những cái gì ngăn ngại sẽ giải được hết để mình đi tới chỗ giải thoát. Ví dụ như mình tụng Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại Quan Âm Như Lai gì? Quan Âm Như Lai gì? Năng trừ nguy hiểm nguyện, phải không? Trong cái câu nguyện mà 12 lời đó, thí dụ mình nguyện như vậy là nguyện Đức Quan Âm trú dạ tuần vô tổn hoại, tức là ngày đêm Ngài thường hay gia hộ cho mình trừ đi hết những cái hiểm nguy. Đó là cái nguyện của Ngài cho mình. Cái câu mà vọng nam nham tức là mình hướng về núi ở phía nam, tức là Nam Hải. Kính bạch thầy, cho con được hỏi về trầm cảm làm sao để vượt khỏi nó. Con nhận thấy xã hội hiện nay rất nhiều người bị trầm cảm và muốn đi tự tử. Chữ cảm á, nghĩa là những cảm xúc. Những cảm xúc này bây giờ nó không bộc lộ ra nữa, mà nó chìm xuống, nó ôm chặt ở trong lòng, gọi là trầm cảm. Ví dụ mình vui, mình nói cho tôi biết tôi vui. Mình giận, mình nói cho biết tôi giận. Đó là mình bày tỏ cái cảm xúc của mình. Bây giờ cuộc đời này mình không còn tin ai, mình không có muốn giao tiếp với ai nữa. Bao nhiêu những cái cảm xúc gì mình ôm trong này, mình để trong lòng, cái đó gọi là trầm cảm. Những người bị trầm cảm á, thì mình không có thể gấp gáp được. Tại vì họ đã bị một cái thời gian dài như vậy rồi mình mới phát giác. Thì bây giờ mình cũng phải cần một thời gian để mình có thể giúp họ. Cho nên cần sự kiên trì.
Một trong tám đức tính của người tốt cần sự kiên trì, nhẫn nại và đầy đủ tình thương cho người đó. Tại vì mình không, trước hết mình muốn cứu ai, muốn giúp ai, thì cái điều kiện đầu tiên nhất là lòng từ bi. Nói cho dễ hiểu là tình thương. Mình không thương mình không làm được đâu. Tại vì sao những người đó mình khó phục sự đó? Tại họ vui buồn bất thường lắm. Có nhiều lúc mình rủ họ đi chơi, mình plan hết để cho họ đưa, tới giây phút cuối họ có thể đổi ý họ không đi. Cho nên phải có tình thương với họ, có sự nhẫn nại kiên trì để giúp họ, đưa họ ra khỏi. Và mình muốn giúp họ, những người này đó, mình phải tạo những cái môi trường sinh hoạt. Thí dụ như mẹ con với nhau thường rủ con đi ra ngoài. Thí dụ mình nói con ơi, con mẹ đi làm về mệt quá, con ra con phụ mẹ rửa cái chén nha con. Thì kêu nó ra khỏi phòng để cho nó có những cái sinh hoạt. Nó vừa rửa chén xong, con ơi mẹ nấu ăn không kịp, con phụ mẹ lặt rau nghe con. Mình tìm cái gì đó để cho nó làm chung với mình. Nó không thể làm một mình, tại vì nó một mình rồi bây giờ nó làm mình nữa, nó lonely lắm. Làm chung với mình. Và chút chút thôi, mỗi ngày mình đem nó ra khỏi. Và có những đứa đó, nó bị như vậy xong rồi á, nó lên mạng, nó thấy nhiều người bị giống nó và người ta tự vẫn, nó bắt chước. Cho nên một trong những cái nguy hiểm mà bây giờ con người bị ảnh hưởng đó, là vì cái gì nó cũng có trên mạng hết đó. Cho nên chúng ta không có đủ chánh niệm, ý thức, thì những cái trên mạng đó, nó ảnh hưởng mình ghê gớm lắm. Cho nên cái giới thứ 5 á, là phải tìm những cái gì mà lợi cho tâm mình mới tiếp xúc. Còn ăn cái gì mà lợi cho thân mình mới ăn. Chứ đại chúng đừng hiểu lầm giới thứ 5 là chỉ cấm uống rượu hút thuốc nha. Cái giới thứ 5 nói cho rõ là phải có chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày cho cả hai phương diện thân và tâm. Nếu như mình ăn uống không chánh niệm hại thân, tiếp xúc những cái gì không chánh niệm hại tâm, như là game, như là những cái sách báo, như là những phim ảnh. Phim ảnh bây giờ á, rất là bạo động. Con nít mà coi phim bạo động riết nó ảnh hưởng vô cùng. Nó biết cung tay, nó đánh người, nó biết lấy cây, nó đập người là từ những phim ảnh bạo động. Và thậm chí những bu mô mà giết người mà quý vị đọc trên báo chí đó, toàn là phim ảnh mà ra. Nhất là những phim mà xã hội đen đó, giết người như thế nào, giấu chặt người ra ra như thế nào, bây giờ xã hội nó có hết. Giống như cách đây mấy năm đó, ở bên Canada có một câu chuyện là hai đứa học sinh bên Trung Quốc đó, nó giết người, nó chặt từng khúc, nó bỏ vô bưu điện, nó gửi đi. Dễ sợ không? Từ đâu? Từ những phim ảnh hết. Cho nên đó, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở mình phải đem cái gì mà lợi ích cho thân và tâm mình. Đại chúng cứ nghĩ, bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản thôi, mình ăn tạp nhạp hết thì bệnh bệnh thân. Mà cái gì mình cũng đem vô tâm mình hết là bệnh tâm. Cho nên phim ảnh sách báo bây giờ, như đứa nhỏ nó chơi game, những cái game bạo động rất là nhiều. Còn người lớn của mình thì không có chơi game bạo động, nhưng mà ví dụ thôi ha, mình nghe cải lương riết một thời gian, khóc riết cái tự nhiên mình cũng nhão, mình ủng ẹo như mình coi phim Tàu riết mình ảnh hưởng. Có một thời gian phim Tàu là tràn lan, là trời, nói chuyện ra là bắt đầu nghe phim Tàu không à. Từ từ đi, không có tiễn nha. Mấy câu đó Việt Nam đâu bao giờ nói. Nhưng mà mình coi phim Tàu riết mình sẽ ảnh hưởng những từ ngữ trong phim Tàu. Thậm chí người ta lái xe ẩu quay cử kiến xuống, mày gấp đi đầu thai hả mày. Mấy câu đó trong phim Hồng Kông mới nói. Người Việt không có nói mấy câu đó. Mà bây giờ người Việt mà ai mà lái ẩu với mình nói câu mày đi đâu thái mày, là mình biết là phim Tàu ra rồi đó, phim Hồng Kông nó ra tới.
Và thậm chí thí dụ như mình coi phim Tàu, phim kiếm hiệp riết mà đập ông đạo sư bên Thiếu Lâm Tự, mà ông cầm cái cây tích trượng gõ ta cái bóp ta học máu ta chết cho thiện tài, thiện tài. Mình cũng bắt chước, cho nên nó ảnh hưởng hết. Và quý vị thấy ví dụ có nhiều vị thầy coi thầy hồi mình đi học, một cái vị hòa thượng đó, cái sau này mình đi ra giảng có nhiều thầy giảng y như hòa thượng đó vậy. Mình gần cái gì mình hấp thụ cái đó, nhưng mà cái đó tốt thôi. Nhưng mà nếu như mình gặp gần một cái người xấu là mình làm y hệt vậy. Quý vị thấy những đứa con nít mà mình cho nó chơi chung một cái đê khe với nhau ha, mà những đứa nào mà hung dữ, biết cung tay đánh người, cứ về nhà tự nhiên cháu mình nó biết cung tay, mà trước khi nó vô đê khe nó không hề có cái đó. Cho nên ác tập ác giả trưởng ác tri kiến là vậy. Ngài Quy Sơn nói trong trong cái văn của Ngài đó, ác tập ác giả trưởng ác tri kiến. Hễ mà gần cái xấu là nó ảnh hưởng cái xấu, mỗi ngày nó tăng trưởng cái thấy biết xấu. Kính bạch thầy, chư tôn đức giải thích cho con, nhà con có bàn thờ Phật con để rất cao, như thế có tốt và đúng đạo không, hay là phải dời ngang tầm với thấp hơn? Con xin thầy giải đáp giùm. Ở trên cao thì xuống hơi khó. Thật sự ra quý vị biết không, mình thờ Phật á, sao cũng được. Nhưng mà thông thường, đây là mình nói theo cái thông thường thôi, khi mình thờ Phật ở quá cao nó có hai cái bất lợi. Một là mình thắp nhang không được thì mình phải leo, mình phải kiếm cái gì để mình bước lên mình thắp, thì lỡ mà mình trật chân mình té thì nguy hiểm. Cái thứ hai nữa đó, ở cái mực trang nghiêm thì nó thiếu. Mà đặc biệt hơn nữa là khi mà mình đứng, mình chắp tay, mình lễ Phật, cái mình quán tưởng, thì cái tầm nhìn của mình không ngang bằng với cái hình ảnh của Đức Phật, thì cái sự trợ duyên cho mình nhiếp tâm nó khó. Ví dụ mình để Phật quá cao, lẽ mỗi lần mình lễ Phật mình ngó, mình hướng mình giày hay bắt cái ghế lên. Cho nên thường thường á, cái nó không có một cái quy định gì hết á, nhưng mà đây là mình nói theo cái cách chung chung đó, là bình thường khi mình thờ Phật ở nhà mình nên đặt cái bàn thờ Phật, tượng Phật, hình Phật ngang cái tầm nhìn của mình. Để chi? Ví dụ mình thắp cái hương lên mình dâng nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mình nhìn Phật mình quán. Hay là mình đọc cái bài Phật sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Đọc tới câu đó phải nhón lên cái, vừa thấy dung nhan điều ngự, vì Phật cao quá mình thấy không được. Cho nên không có một cái luật lệ nào, nhưng mà ở đây mình nói theo cái thông thường, thờ Phật mình nên đặt cái bàn thờ ngang cái tầm nhìn của mình, để khi mình nhìn mình quán chiếu. Cuộc sống của chúng ta là eye contact, mình nói chuyện với người ta mà không nhìn người ta là người ta nói mình khinh thường người ta. Tại vì mình nhìn người để mình nói chuyện, thì giữa mình với Phật cũng thế. Ví dụ mình có gì mình đến với Phật mình nói, thì mình nhìn Phật mình nói dễ hơn. Nó không có một cái quy định, nhưng mà để cho dễ dàng giúp cho mình tu tập hướng về nội tâm, mình đặt cái bàn Phật, tượng Phật giúp, có cái năng lực giúp cho mình trở về được sự bình an. Bởi vì diện mạo hình ảnh của Đức Phật lắng tịnh, cho nên mình phải tìm một hình ảnh Phật cho trang nghiêm. Mình nhìn cái hình Phật là tự nhiên làm mình lắng xuống. Cái đó mới hay. Cho nên mình phải tìm một hình Phật cho trang nghiêm để mình thờ, không cần nhiều, một bức Phật, một hình Phật cũng được. Nhưng mà với điều kiện là cái hình ảnh đó phải trang nghiêm, để khi mình nhìn giúp cho mình trở về. Quý vị nào mà niệm Phật á, mà tâm hay tán loạn đó, thậm chí mình ngồi ở dưới niệm Phật, đặt cái hình Phật trước mặt, để chi? Cái đó gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là nhìn hình ảnh Phật, giúp cho tâm mình tịnh để niệm Phật cho dễ. Rồi bây giờ mình lên trên phi trường, lên ngồi trên máy bay, Phật đâu mà dán mà quán.
thì lúc đó mình nhắm mắt, mình tưởng hình ảnh Phật để mình niệm Phật, có đó là quán tưởng niệm Phật. Rồi mình niệm Phật mà tâm mình tán loạn, mình lấy sao chuỗi mình lần để mình niệm Phật cho cái tâm mình nó nhiếp vô trong cái giây phút dưới sao chuỗi đó, gọi là sổ châu niệm Phật. Ngồi một hồi mình bị đau chân, đứng dậy đi từng bước niệm Phật, kinh hành niệm Phật. Cái nào cũng được, nhưng mà nó có cái gì đó để giúp cho mình trụ tâm. Thì hình ảnh Phật cũng vậy. Cho nên thờ Phật cao không có tội gì hết, không có gì sai hết. Nhưng mà ở cái mặt thuận lợi thì nó hơi khó, là bởi vì mỗi lần thắp nhang phải trèo lên, rồi đôi khi cao quá cái mình cũng lười dọn dẹp nữa. Nhưng mà nếu ở cái tầm nhìn của mình thấy bụi cái mình chùi, phải không? Lấy bụi mình chùi thì lâu ngày bàn Phật mình trang nghiêm. Mà hễ mà bàn Phật mà trang nghiêm là tâm mình trang nghiêm, vì mình thấy cái chỗ trang nghiêm là tự tâm mình lắng xuống theo. Còn hễ mà mình thấy bằng Phật mà hoa nó rụng rồi trái cây nó úng thối mà cao quá, mình leo lên leo xuống cũng khó. Mà quý vị biết là sức khỏe mình mỗi ngày mỗi giảm, già rồi theo leo xuống nó khó chứ đâu phải dễ. Cho nên nên thờ Phật ở cái mức tầm nhìn của mình. Bây giờ nói đơn giản nè, người già mà xây nhà cho người già ở là phải xây cái phòng ở dưới đất nè, không có được xây trên lầu. Mai mốt già rồi đâu có lên xuống nổi nữa, phải ở cái phòng nào mà nhà vệ sinh nó gần bên. Cho nên nhiều con cái mà xây nhà mà nghĩ tới cha mẹ tương lai là họ đều xây cái ở dưới ngay cái mặt bằng của nhà có cái phòng có toilet gần đó, để nửa cha mẹ già đi đứng qua lại cho nó dễ. Còn trẻ thì lên xuống được chứ còn lớn tuổi đâu có dễ. Cho nên Pháp Hòa chỉ nói ở cái phương diện tiện lợi cho mình thôi. Thôi hết câu hỏi này, mình để dành cho ngày mai. Như là Phật kính bạch đại chúng, chúng ta đã xong một cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Thì theo chương trình là tối mai 7 giờ chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt tại chùa Phổ Quang. Hy vọng được gặp đại chúng. Như là Phật xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàn. Quán chiếu là gì? Nghĩa là chúng ta dùng cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ, cái tư duy của mình để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự việc trong cuộc sống của mình, để chúng ta tìm ra được cái thảnh thơi, cái nhẹ nhàng ở trong đó. Thành thử ra tự tại là gì? Tự tại là từ cái tâm của mình tự tại. Còn ví dụ như bây giờ á, mình nói trời ơi sao ngồi ở đây gò bó quá, tôi muốn tự do. Đó, ngồi về kêu gò bó nè, phải không? Muốn tự do. Nhưng mà cái người mà người ta ngồi chật khi ngồi như thế nào, nhưng mà tâm người ta không có bị phiền lụy gì hết. Cái chỗ này mình muốn tới mà, cho mình tới rồi thì tâm mình phải tự tại. Đời sống của mình từ sáng tới chiều thiếu quán chiếu, thiếu tư duy, thiếu tự tại thì tự nhiên cuộc sống mình nó khổ. Cho nên tự tại là quả, nhân là gì? Là quán. Nhân là quán, là chiếu, là soi, là suy nghĩ kỹ, là tư duy. Còn tự tại là quả. Niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Niệm Phật là nhân, tâm tịnh là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm mình tịnh là quả. Bố thí là nhân, hưởng phước là quả. Cho nên từ sáng tới tối mà không cần biết anh là ai, tên gì, nhưng mà cuộc đời mình, hàng ngày mình sống không rời nhân quả. Nếu anh không tin nhân quả sao anh đi học chứ? Anh làm lành lánh dữ chứ? Mà anh lại bài bác nhân quả. Mà nhân quả có ai tạo đâu. Nhân quả là một đạo lý trong cuộc sống, mà chúng sanh mình thì không thấy cái đó. Phật thấy cho nên Phật chỉ.
Phật chỉ là có nhân có quả, mà hãy nhân lành thì quả lành, nhân xấu thì quả xấu. Và anh chọn gì đó anh chọn vậy thôi. Anh có theo nhân quả Phật cũng chẳng lời, anh bài xích chống bán nhân quả Phật chẳng lỗ. Tại Phật không phải là người tạo ra nhân quả, Phật chỉ là người thấy nhân quả. Mà thấy rõ nhân quả là tỉnh giác, mà nhờ tỉnh giác cho nên sống tự tại, biết rõ nhân quả mọi thứ luôn. Thì ví dụ như là cái tuần lễ này người ta báo cho mình biết là trời mưa, nhưng mà hồi tối hôm qua thắp nến trước khi mà làm lễ ngoài trời á thì trời chuyển gió chuẩn bị, nhưng mà tới khi mình bắt đầu làm lễ cho tới suốt khóa lễ yên rồi, sáng nay trời mưa. Nhưng mà bây giờ so ra cái mưa sáng nay với cái sáng mưa tối hôm qua, mình muốn cái nào? Sáng nay đỡ hơn, tại vì hôm nay mình sinh hoạt trong nhà, phải không? Ngày hôm qua là mình sinh hoạt ở ngoài sân, cho nên mặc dù sáng nay có mưa nhưng không phiền hà chút nào hết, tại vì ngày hôm qua ở trển ưu đãi quá rồi, ở trển cho ở dưới này được một cái đêm không gió không mưa gì hết, cho nên còn gì nữa đòi với hỏi, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay đùa và nói cuộc đời con người sống bằng hai chữ đòi hỏi, mà vừa đòi mà vừa hỏi thì mệt lắm. Còn thôi giờ mình sống 50% thôi, không đòi, ai hỏi thì ok. Giống như má sắp đi Việt Nam, chỉ từng tuyên bố với các con tháng 11 này má đi về Việt Nam trốn lạnh nghe các con, không đòi tiền. Mà nói má cần tiền không? Cần chứ. Chỉ cần nghe má nói má sắp Việt Nam thì các con tự kiếm tiền cho má, rồi má không hỏi nghe. Má xin lỗi, má không hỏi mà cũng không đòi. Nhưng mà các con hỏi má thì má sẽ yes. Hỏi cần nhiêu? Đường nhiều lấy nhiều. Và đường nhiều lấy nhiêu là gì? Tự tại. Vậy thì quý vị thấy được hai chữ quán tự tại không? Quán là mình nhìn sâu thấy rõ, mà quán là cái nhân, tự tại là cái quả. Mà thưa đại chúng, tự tại là từ cái tâm mình, bất cứ hoàn cảnh nào, dù nó chật, dù cái chỗ đó nhìn giống như nó ràng buộc lắm, nhưng mà tâm mình nó bị ràng buộc. Ngày xưa có một vị hòa thượng ở trong một cái hoàn cảnh là không có dao cạo tóc, cho nên ngài tu ở một cái nơi mà người ta không có cái phương tiện đó, mà bản thân ngài cũng không có, cho râu tóc mọc đầy. Thì đối với mình thì tu phải tóc tai phải cho gọn gàng, chứ râu ria mà bồm xồm quá mình thấy kỳ. Nhưng mà cái người tự tại ở cái hoàn cảnh đó, ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Thế thì mình cũng giống như có người mà người ta sống mà người ta tự tại vậy đó. Có cái bà đó, bà đi vượt biên qua tới trại tị nạn, cái bà lần lần trong cái lưng quần còn đau được cái hột sòn. Trời ơi trời, còn có hồn sao sống. Bên cạnh có một ông cũng đi vượt biên giống bà, ông nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lõn tôi sống sao đây. Vậy thì quý vị thấy một cái hột sòn như cái quần xà lõn cái nào hơn? Nhưng mà người ta cái như ta biết là mình nhất sanh thập tử để được một cái chỗ sống thế này, còn thở là ta còn sống. Người ta thường nói á, còn rừng xanh lo gì không củi đốn. Chỉ cần mình có sức khỏe, có được sự bình an thì mình sẽ làm lại hết tất cả. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình, lỡ nó có bất trắc cái gì, chúng ta có cách chúng ta quán để chúng ta vượt thoát tất cả mọi ràng buộc đó, gọi là quán tự tại. Không giống như là nói ta nói gì, con gà mà nó con phượng á, phượng hoàng á, con phượng hoàng mà nó rơi xuống à, người ta nhìn nó ta tưởng nó là con gà à, nhưng mà khi nào mà nó đủ duyên thì con gà nó sẽ trở thành ra con phượng hoàng. Cho nên mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó tự tại.
đời sống này nó thịnh nó suy là chuyện bình thường. Như ngày hôm qua trời quang đãng, ngày hôm qua sáng vẫn còn nắng, sáng nay trời mưa. Nhưng mà đôi khi cuộc đời phải cần mưa. Như ở Cali không có mưa, hạn hán cháy rừng. Vậy thì cuộc đời có mưa chưa chắc đã là xấu, phải không? Mà mưa dầm về hoài thì ngập lụt, cho nên lúc nào cũng phải cần nắng. Cho nên đời có nắng có mưa, hiểu được như vậy thì chúng ta tự tại. Có cái bà đó, bà có hai người con. Người con trai thì bán dù, người con trai khác bán dép. Mà hễ hôm nào trời mưa thì dù bán đắt, dép bán ế. Mà hễ khi nào mà trời nắng thì dù bán ế mà dép bán đắt. Cứ bà mà suốt năm bà cứ buồn, hễ bữa nào trời mưa cái bà buồn cho đứa bán giày, mà hễ bữa nào trời nắng bà buồn cho đứa bán dù. Cho nên rồi mấy đứa con nói má mắc chi, tụi con vẫn sống thoải mái, hễ bữa nào mưa con cũng kiếm được mớ con xài được thời gian. Mà người mẹ không dính dáng gì với hai đứa dù và đứa giày mà cứ ngồi rầu cho nó. Mình có vậy không? Mình có giống bà già đó không? Chuyện người ta mà mình ràng buộc mới hay chứ. Người ta ngồi người ta ăn cơm mà mình đi tới luôn, ăn vậy sao ăn? Người ta nói tôi hào ăn canh chua, tôi không thích để ngò gai. Ăn canh chua mỗi ngò gai sao ăn? Người ta ăn mà mình ràng buộc. Người ta ăn tự tại mà mình ăn không, không tự tại. Thậm chí người ta rất thích ăn ngò gai, rất thích ngò ôm, mà lỡ hôm đó không có ngò gai, không có ngò ôm mà có ngò rí, họ ăn cũng tự tại. Vậy quý vị hiểu được hai chữ tự tại chưa? Tự tại là tâm mình vượt tất cả mọi ràng buộc, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà không phải tự nhiên mà có tự tại được. Chúng ta phải có cái gì? Phải có cái quán chiếu. Cho nên quán chiếu là nhân, tự tại là quả. Và quý vị thấy quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã. Hành thâm là gì? Là ngài quán sâu, đi sâu vào, ngài vận dụng cái trí tuệ đó. Bát nhã nghĩa là trí tuệ, để ngài quán chiếu cho thật là kỹ càng. Thấy năm uẩn là không, chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Cho nên ngài độ tất cả mọi khổ ách. Độ là gì? Qua được, vượt được tất cả mọi khổ ách. Ở trong chùa mỗi lần ăn cơm mà còn chút xíu cái mình đi vòng vòng, mình nói chị ơi mỗi người ráng độ một chút nữa cho nó hết đi. Tại vì nó còn mới biết chỉ cần mỗi người thêm muỗng thôi thì cái này nó không dư, không bỏ phí. Cái mình tới mình nói mời mấy anh mấy chị mỗi người ráng độ một chút đi. Chữ độ là làm cho nó tới nơi tới chốn, qua tới bờ bên kia. Độ nhất thiết khổ ách. Ngài tự ngài thấy rõ ràng ngũ uẩn là sắc, là hình sắc. Thọ là cảm thọ vui buồn nóng lạnh của mình đó. Tưởng là sự tưởng tượng của mình. Hành là sự liên tục. Thức là nhận thức. Năm cái này nó không có thật. Cho nên ngài vượt tất cả mọi khổ. Cái đoạn đó thôi nó nói lên cái chỗ tu của ngài. Lý do nào ngài vượt hết tất cả mọi khổ? Tại nhờ ngài có quán. Cho nên có quán mới có tự tại. Rồi một khi mà tự tại mà có rồi đó, một khi tự tại mà có rồi thì cái nhìn của mình càng ngày càng sâu. Người mà có vui á, họ thấy rõ. Thường thường cái người mà lo rầu gì đó thì quý vị sẽ cảm thấy sao? Không đủ sáng suốt, phải không? Mà cái người mà vui vẻ tĩnh lặng thì thấy xa thấy rộng. Cho nên cái đó là một cái sự thật. Người muốn có được cái nhìn sâu thấy rộng thì thường ngày tâm mình phải tĩnh lặng. Rồi bây giờ đây Pháp Hòa thưa với đại chúng, ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài có đưa ra những cái ý nghĩa của tự tại. Thế nào để gọi là tự tại? Quý vị biết ngài Khuy Cơ
là đệ tử của ngài Huyền Trang, pháp sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh đó. Thì khi ngài trở về Ấn Độ, việc trở về Trung Hoa, ngài độ cho các đệ tử, thì trong đó có hai người rất là đặc sắc. Một là ngài Viên Trắc, hai là ngài Khuy Cơ. Đặc biệt ngài Khuy Cơ khi đi tu là một người con nhà giàu, và vì ham cái sự ăn chơi, một là nhậu, hai là ăn thịt, ba là gái ghiếc, ba thứ. Thậm chí ngài Huyền Trang biểu ông đi tu, ông nói bây giờ hòa thượng cho tôi đem ba thứ đó vô chùa thì tôi tu. Quý vị biết ngài Huyền Trang cũng cho. Nhưng mà ngài Huyền Trang là cái người có tuệ giác, biết được cái căn cơ của ngài Khuy Cơ lớn lắm. Nhưng mà không phải vì vậy mà cản trở ông tu. Thì ngài Huyền Trang biết ngài Khuy Cơ có khả năng lắm. Cho nên một hôm đó, chấp nhận cho ngài Khuy Cơ đi tu. Hòa thượng Huyền Trang đi trước, Khuy Cơ đi làm sao? Ở sau ngài Khuy Cơ là một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Thì khi mà đi vô tới chùa rồi, thì đi vô cái đường xe vô chùa, thì chuông trống bát nhã trỗi lên, đại chúng đứng niệm Phật trang nghiêm, tự nhiên nó chấn động ở trong tâm của ngài Khuy Cơ. Thì ngài mới tự nhiên ngài giống như ngài bừng nhớ lại cái túc duyên của ngài với Phật pháp nhiều đời. Ngài xây lại, ngài nói thôi ba xe kia hãy lui đi, tôi không cần nữa. Từ đó ngài Khuy Cơ có một cái biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam là ba, sa là xe. Ông hòa thượng đi tu mà có ba cái xe: xe gái đẹp, xe rượu, xe thịt. Nhưng mà do cái chủng tử tu hành, cho nên rồi ngài từ chối cái đó. Pháp Hòa kể về câu chuyện của ngài Khuy Cơ chút thôi, nhưng mà ở đây đó, khi mà ngài Khuy Cơ nói về cái đức tự tại đó, thì ngài có nói lên những ý nghĩa của tự tại, những sự tu hành của tự tại. Thứ nhất là gì? Tâm tự tại. Nghe hay là thấy thoải mái rồi không? Có nhiều khi á, thân mình ở cái chỗ ràng buộc, nhưng mà tâm mình tự tại. Cho bây giờ thưa đại chúng là quý vị, chúng ta đi tìm những cái chỗ mà dễ thương, vui vẻ, có không? Làm gì có hoàn toàn. Chỗ đó có vui, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có chiến tranh chứ. Bởi vì chúng sanh ở đâu thì cũng giống nhau thôi. Mà người Việt mình hay nói câu đó: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Phải không? Cho nên cái cảnh không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của mình không có để cho cảnh nó chi phối. Cho nên chỉ cần tâm mình có tự tại thì tất cả mọi cảnh duyên nó tự tại thôi. Hồi xưa người ta có cái câu á: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì cái tâm mình nó bị cảnh nó lôi. Còn cái người tu của mình thì sao? Người tu của mình là không bị cảnh nó lôi. Mà hãy bị cảnh nó lôi, nhà Phật gọi là phan duyên. Phan duyên, phan duyên có nghĩa là mình bị cái duyên ngoài nó lôi mình phóng theo nó. Mà đại chúng có đồng ý điều đó không? Đang ngồi im vậy nghe, vậy mà có cái gì mà nó khác với cái tiếng đó là ngó theo liền. Có cái duyên để mình phóng theo. Cho nên nhiều khi mình đang ngồi lim dim, ngồi giống như mình đang thiền dữ lắm, mà thấy ai bước tới cái phải ngó một cái, rồi thậm chí ngó coi người này tới trễ tới sớm, ai vậy, ví dụ vậy. Cho nên gọi là phan duyên. Vậy thì mình tu á,
là mình phải tập cho mình có được cái tâm tự tại, tức là cái tâm của mình á nó biết nhẹ nhàng trước mọi hoàn cảnh, tại vì bất cứ cái việc gì nó đều phải có cái duyên của nó, chứ không phải khi không. Ví dụ như người đó tới, tự nhiên người đó nóng giận, cái mình bực thêm, mình nó tự vô duyên, tự nhiên tới đây nóng, mình tự nhiên thôi mà người đó không có tự nhiên, phải có cái duyên gì họ mới giận. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình không có giận theo họ. Họ đang giận vậy cái đó, ôi ê, ê, đi chỗ khác chơi nha, đừng ở đây tôi đánh chết. Tức là mình nói họ bực, mình họ giận là sai, nhưng mà mình sao, mình cũng giống, tại vì cái duyên của họ khởi mình đi theo. Có nhiều người muốn đi xuất gia lắm mà đi xuất gia không được. Vậy thì cái người đó phải sống sao? Thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Thân tại gia mà tâm xuất gia, tại vì họ biết hoàn cảnh của họ chưa đi tu được, chưa đi tu được bằng hình tướng thôi, nhưng mà họ có thể tu bằng tâm của họ. Ở nhà họ có thể thực tập những cái gì mà người tu có thể làm được. Cái đó gọi là tâm tự tại. Cho nên chỉ cần mình có quán chiếu nhận ra được chính mình, ngay lúc đó mình thành tựu được cái quả vị tự tại. Thí dụ mình đang giận, biết mình giận, và khi mình giận, mình biết mình giận là mình có quán rồi đó. Biết giận là quán rồi. Có nhiều khi mình giận mà không biết á, người ta nhìn mình ta thấy mình giận quá trời luôn, mắt trợn lên rồi, và ta hỏi chị có giận không? Không, mắt gì giận. Còn xác định vậy mà cái cách xác định của mình là cho người ta biết liền. Yes, you very angry. Giận ta hỏi lên. Còn thậm chí mình có thấy nó xứng đáng gì cho tôi giận, nhưng mà cái cách mình nói là người ta hiểu rằng mình đang rất rất là giận. Hiểu ý không? Thành thử cái đó là mình phải quán chính mình, mà khi mình chính mình thấy được mình là mình thành tựu được cái đức tự tại, nhất là tâm tự tại. Cái thứ hai là gì? Gọi là tài tự tại. Hồi nãy tâm là thuộc bên trong phải không? Tài là thuộc gì? Của cải vật chất. Có nhiều người người ta có rất nhiều tiền nhưng mà ta không vui, đời sống người ta khổ lắm. Thậm chí có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà không xài thoải mái, tại vì xài bị kiểm soát. Xài bị, biết có nhiều tiền mà không dám xài, tại vì xài hụt hao ta biết. Cho nên rồi cũng không có tự tại. Cho nên cái người mà muốn đời sống hiện tại đây á, tiền bạc thoải mái, sống không có bị lệ thuộc tiền bạc mà mình xài thoải mái, nếu mà nói về cái tướng, cái sự sống đó, thì phải tập bố thí. Cái nhân là do bố thí, rồi cái quả là đời này mình có tiền của mình xài thoải mái. Xài mà mặc dù đời sống mình không giàu hơn ai, nhưng mà đối với tiền bạc mình không quá đến nỗi là mình túng thiếu. Nếu mà nói về cái nhân tu phước đó, thì bố thí để được cái quả là chúng ta có tiền của. Còn nói về sự thực tập, anh có tiền nhiều tiền ít không quan trọng, quan trọng là anh biết cách xài. Tiền ít mà biết cách xài vẫn đủ, không dám nói dư nhưng mà đủ. Tại vì sao? Ta biết liệu cơm mà, liệu cơm mà gấp đậu hũ. Thì cái người mà ta liệu cơm ta gấp cái đó là từ tự tại. Đáng lý định nói mắm rồi. Nhưng mà thấy nhiều người nói mắm quá mình ta đổi liền. Thì thưa đại chúng, là người ta thường nói sao? Nghĩa là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái chánh điện này tuy không lớn nhưng không đến nỗi, nghĩa là quá chật không dung chứa được 200 người. Cho nên chỉ cần mình chịu khó, mình mỗi người nhích nhích một chút, gọi là thân hòa đồng trụ, thì vẫn đủ như thường. Thì cuộc sống này cũng vậy. Nói về phước báo thì phải bố thí mới được cái phước đó. Còn nếu nói về sự tu hành thì dù chúng ta ở cái hoàn cảnh túng thiếu, nhưng nếu chúng ta khéo sử dụng, có được sự tự tại, không bị ràng buộc, thì mình vẫn đủ sống, chứ không phải là thiếu, cũng không dư.
Pháp Hòa ví dụ, hồi mình có tiền, mình thoải mái thì cái gì mình mua cũng được, xài không xài cũng mua. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh mình hơi hụt chút, bây giờ sao tự tại trong chi xài là cái gì cần thì mua, vẫn mua, nhưng mà mua cái thật cần chứ không mua cái không cần nhưng mà tại nó sale mua để chứa. Hồi xưa là mình sống kiểu đó đó, sao miễn nó sale là mua. Có nhiều khi mở cái tủ ra cũng còn khoảng 100 cái áo còn hiệu chưa mặc, tại vì mình mua xong mặc không kịp cái nó hết thời, hết thời mặc ra người ta nói mặc đồ lỗi thời, cái mắc cỡ không mà. Rồi ở đây thì lâu lâu phải chở đi Wilson ví dụ vậy. Cho nên cái chữ tài tự tại nó hai ý, nói về sự phước báo thì do bố thí mà được, còn nếu nói về sự tu hành thì hàng ngày chúng ta có tài tự tại không? Có. Đi đâu trong túi mình có tiền, nhưng mình phải biết lượng để chúng ta chi dùng, thì chúng ta không có gì mà không được hết. Đó, cho nên cái thứ hai là tự tại ở tiền của, gọi là tài tự tại. Hồi nãy là cái tấm, giờ cái tài. Tài là tiền của. Rồi cái thứ ba là gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thế mà chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta tạo nghiệp tốt, mà chúng ta bất giác thì chúng ta có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên chúng ta phải có cái nghiệp tự tại, là có được cái tự tại thảnh thơi thoải mái, chính mình làm thiện, khuyến người làm thiện. Ví dụ như mình có tiền mình giúp người ta, giờ không có tiền thì không thể nói trời ơi tôi muốn giúp quá mà tôi không có khả năng, không cần thiết. Bây giờ không có khả năng phải không? Nhưng mà thấy ai làm thiện khuyến khích, hay là nói tôi không có khả năng cho, nhưng mà tôi biết bạn tôi có khả năng và người này hay giúp người lắm, để tôi liên lạc tôi hỏi. Thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Mình không làm được thì mình đi khuyến thỉnh người khác. Giống như là thỉnh thoảng đi một vài cái đám tang, Pháp Hòa biết gia đình người ta thiếu hụt, thì Pháp Hòa hay lên tiếng với Phật tử: đây tất cả quý vị ai có khả năng 5 đồng 10 đồng gì ủng hộ trợ duyên cho gia đình. Ở đây mình làm hai việc, một là mình giúp người ta một phần nào trong cái khi người ta hữu sự, cái thứ hai chúng ta nói lên được cái tình người, tình đạo với nhau. Cuộc sống hàng ngày nhiều khi mình lo mình cái mình quên lo người khác, đời sống họ hụt hẫng mà mình không hay. Nhưng mà khi họ hữu sự, họ có một cái vấn đề trong xã chảy ra như người thân mất, thì lúc đó mình mới được cơ hội, mình biết là họ túng thiếu, thì đây là cơ hội để mình hành thiện. Thì khi mà mình làm việc đó không có nhưng mà khuyến thỉnh, thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Rồi bây giờ mình nói chùa đang xây dựng, nói dạ con xin lỗi lúc này con thất nghiệp, con có khả năng con giúp chùa xây chùa, nhưng mỗi ngày con tới con dọn dẹp, con phụ chùa lo. Nghiệp tự tại. Đã nói là hành thiện thì không ràng buộc ở tiền của, dù một lời khuyến thỉnh, dù một hành động nhỏ. Cho nên không ai mà không thể làm thiện hết. Cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu để chúng ta thấy rằng khả năng của mình để mình làm thiện hay không. Chứ đừng có nói tôi không có làm được chuyện gì hết đó. Không phải đâu, làm được. Rồi mỗi người mỗi việc. Thí dụ giờ mình tới mình quét chùa, lau chùa, lau tượng Phật, làm hương đăng, phụ nấu ăn, rửa chén, cái gì cũng làm được hết. Thậm chí không làm gì hết, ngồi chỗ mà ai làm gì cũng tùy hỷ, không có chê. Chê là không biết hành thiện. Có nhiều khi không nấu mà đi vòng vòng nghe thấy người ta nấu chê. Thì cái đó không nên. Tại vì cái đó là mình không biết tùy hỷ. Mà không biết tùy hỷ thì không phải là người tự trại trong hành thiện. Tại sao anh có lời khen anh không dùng? Chê ở đâu có sẵn mà anh bưng ra anh xài ào ào vậy, phải không? Thành thử cái đó không phải là hành thiện, không phải là nghiệp tự tại.
Cho Phật tử mình, người mà chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hành thiện. Hành nghiệp có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy hỷ được hết. Thí dụ thấy một đứa nhỏ nó đi chùa, mặc dù nó có giỡn, nhưng mà mình cũng nghĩ trời ơi nó còn chịu nó đi chùa cỡ này ha, chừng 15-16 tuổi chắc gì nó chịu theo, cho nên thôi kệ nó vô chùa, nó chạy nó giỡn một chút, nhưng mà nó cũng giỡn trong chùa. Quý vị biết hồi nhỏ mà đi tu á, ở trong chùa con mình Pháp Hòa không có một huynh đệ nào đồng tu với mình hết, mà Pháp Hòa thì không có buồn. Mà lúc đó Phật tử tới chùa rất là ít, cho nên mỗi khi chùa mà có được vài bác vài cô tới chùa Pháp Hòa vui á, Pháp Hòa hay giỡn. Nhiều khi á, mấy bác chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy cái bóp Pháp Hòa cất, Pháp Hòa giấu là tại vì không muốn quý vị đi về. Rồi mấy bác này mấy cô này này mà ngồi thiền ngồi nghe pháp vậy, cái Pháp Hòa lén lén và lấy hai cái áo và cột lại, hai giặt áo cột lại, hai giặt áo cột lại, lát đứng dậy bà đi ngõ nó giật lại. Cái ông nhỏ chứ này hết trơn, tại trong chùa có mình nhỏ nhất thôi. Có một cái bác Phật tử, bây giờ bác vẫn còn sống, bác mới nói với mấy cô trong chùa, kệ chú đi, tội nghiệp chú vô chùa chú tu mình chú buồn hả, chú không có ai giỡn ai chơi với chú á, cho ổng phá một chút vậy đó mà ổng ở chùa ổng tu. Quý vị thấy không, cái đó gọi là tùy hỷ. Hồi đó tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức là Pháp Hòa thuộc lòng hết, tên trong giấy tờ hòa thượng nào tên là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, Pháp Hòa biết hết, toàn là điền tên quý ngài vô sớ cầu siêu không. Lựa mấy cái lễ lớn mà lúc đọc danh sách á, điền quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy vô trong danh sách cầu siêu. Thì mấy thầy thì cứ nộp lên đọc thôi, đang tất cả đại chúng đang quỳ về cái đọc tên, ủa sao giống tên tôi vậy. Thầy kia nói, ủa sao giống tên tôi. Một lát đi xuống, ồ hồi nãy danh sách cầu siêu có một cái tên giống tôi, cái thầy kia nói, sao giống tên tôi. Hỏi ra một lô là bị hết. Nhưng mà các ngài không có giận hờn gì mình hết. Vì sao? Vì các ngài tùy hỷ, kệ nó vui. Mà cái đứa nó vui nó mới tu được, phải không? Cho nên á, mình thấy ai cực khổ nấu chay cho người khác ăn, nói tại sao mà phải làm vậy chi, cái người đó ta đang làm thiện mình không biết. Khuyến thỉnh người ta, mình ăn là chuyện tốt rồi, mà thấy người ăn được mình mừng mình vui, dù chỉ là một bữa chay. Cho nên đó, thường thường trong chùa mình có cái hay nấu xong mà lỡ dư cái sao lấy bao ra để tu go. Nhưng mà đại chúng nhớ là khi nào dư mới tu go, còn khi mà người ta chưa ăn, đồ còn đang để dành cho mọi người, rồi mình tự mình vô mình lấy mình đi trước là không nên, phải không? Cái đó là lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là mình cứ chà đồ trước đó. Là mình trước người đầu nhà. Cái tu go là khi nào nó dư mới tu go. Chứ rồi thậm chí mình vì cảm tình cá nhân, mình nấu xong rồi mình phone cho bạn của mình đó, nhớ đi cửa sau nghe tôi làm sẵn bịch. Không nên cái đó. Mình tập cho cái người đó thành một cái nghiệp, phải không? Thật sự ra chùa không có hẹn hẹp gì hết, nhưng mà mình phải trước sau nó rõ ràng, chứ không có thể là chúng ta làm nó trật đi cái nguyên tắc. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi ở Việt Nam mình nấu ăn xong mà cha mẹ chưa ăn, con cái cũng đâu có dám ăn. Đó là ngày xưa là vậy đó, đợi cha mẹ ăn rồi con cái mới dám. Thì trong chùa mình cũng phải giữ cái nếp đó, tức là nấu ra rồi cũng chưa cúng Phật, chưa cúng dường chư tăng, hề đem lên cúng các hương linh, rồi mình vì cảm tình riêng mình cứ múc sẵn vậy, rồi kêu người bạn của mình đó tấp vô, đừng đi làm nhớ ghé nha, để mình lấy cái cảm tình như vậy. Tức là mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình với người, cái đó cũng không nên. Tập cho mình một cái tâm, cái người kia thì cái tâm họ tham trong vô tình, họ đâu có biết,
phải không? Còn mình là cái người cố ý cho để có cảm tình, mà mình cũng vô tình tạo cho mình một cái nghiệp, và người kia cũng một cái nghiệp không tốt. Rồi riết rồi cái hỏi này là gì? Tự tại, tự tại, muốn ăn nhiêu lấy. Cái này cũng tự tại đó. Đã. Thứ ba là nghiệp tự tại rồi phải không? Thứ tư là gì? Là sanh tự tại. Sanh là sao? Sanh nghĩa là mình sống, đời sống của mình an nhàn. Có nhiều vị á, người ta chết người ta cũng không có khổ đau, vì người ta sống bình an lắm. Cho nên có nhiều bác lớn tuổi về già nói thôi tôi bây giờ có chết tôi không có gì hối hận nữa hết, con cái cũng đã lo đàng hoàng, cháu chắc cũng đầy đủ, nói chung là đời tôi có đủ hết rồi, cho nên tôi đi tôi không có gì ràng buộc. Cái đó gọi là sống, là sanh an, sanh tự tại, nghĩa là sống hay chết người đó vẫn an nhàn. Còn bây giờ đối với chúng ta là những người thực tập thiết thực trong cuộc sống là gì? Trong cuộc sống của chúng ta dễ gì không có những bất trắc mỗi ngày. Thậm chí cạo đầu vô chùa tu chưa chắc đời sống ở trong chùa yên. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình gặp những cái người huynh đệ chưa được dễ thương, người ta còn thế này thế nọ với mình. Nhưng mình phải thấy được sự nghiệp tu hành của mình là ở đây, lấy nhẫn nhục, nhu hòa, làm liều thuốc, làm thềm thang để mình đi tới. Cho nên người xưa có câu đó: học hải vô nhai cần thị ngạn, thanh thiên, gọi là thanh thiên là trời xanh đó, hữu lộ chí vi thê. Mình dịch ra tiếng Việt là học hải vô nhai là gì? Biển học mênh mông không có bờ bến, nhưng mà chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối. Gì nữa? Cái chí nguyện của mình chính là cái thang để chúng ta lên. Với ý nói là bầu trời nó cao nó rộng vậy đó, dường như mình tới không được. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ còn có ý chí thì ý chí đó chính là cái thang để cho chúng ta leo lên từng đất lên tới trời. Thanh thiên hữu lộ chí vi thê. Chữ thê là cái thang. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy. Mình tu á, bất cứ hoàn cảnh nào mình phải an nhàn, bởi vì nếu mình đủ duyên lành thì gặp cảnh thuận. Nhưng mà nếu mình chưa đủ thì mình gặp cảnh nghịch. Nhưng mà biết đâu cảnh nghịch chính là cái nơi rèn luyện mình tốt nhất. Thưa đại chúng, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhờ từ đâu? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó. Nhờ Tôn Ngộ Không bị nhốt trong cái lò bát quái, lửa đốt, lửa nung đốt, vậy mà Tôn Ngộ Không tung được cái lò đó, đạp đổ cái bình lửa đó, và từ đó Tôn Ngộ Không có 72 thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không là mình. Đôi khi mình ở trong một cái lò lửa, người ta thiêu đốt mình, nhưng nếu mình vượt được cái lò lửa đó thì tức khắc mình có thần thông. Thần thông đến mức độ chỉ cần Tôn Ngộ Không bứt một cái sợi lông khỉ ra, thổi cái phù, ra được cái nhà, ra được bất cứ mọi hình tướng. Cái đó là cái biểu tượng. Người sống mà có tự tại rồi á, một sợi lông, sợi chỉ người ta vẫn làm ra được việc. Cũng giống như người mà biết nấu ăn rồi á, chỉ cần bước vô bếp, một bó rau họ cũng làm ra món ăn. Còn mình không biết gì hết, nó đưa nguyên tủ cũng làm trật lất hết. Thế cái người mà quý vị thấy, những cái người mà người ta thành tựu trong cuộc sống như là ông Bill Gates, những cái người nhà giàu tỷ phú đời nay đó, quý vị đọc lại tiểu sử họ, coi có ông nào mà thừa hưởng sự nghiệp giàu có của cha mẹ. Có những ông phải đi bán ve chai, long dịch, bán đủ thứ để rồi có được thành một tỷ phú, chứ đâu phải bình thường. Thì cái người đó, người cái quan trọng là người ta có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó, để người ta quán chiếu, người ta ứng dụng tiền của người ta, sự nghiệp đời của người ta
cuộc sống người ta. Cho nên lúc đầu người ta chịu khó, sau người ta mới thành tựu được. Cho nên mình sống trong hoàn cảnh khó chưa chắc đã là xấu, tại vì chính cái khó nó rèn luyện, nó tôi luyện một con người thành tựu lớn trong đời mình. Pháp Hòa thường suy nghĩ, có lẽ Pháp Hòa cũng cảm ơn, nếu mà Pháp Hòa sanh ở nước Mỹ này hay là ở nước Canada lớn lên, chưa chắc mình đã tu được tốt. Nhờ 12 năm sống ở Việt Nam, cái thời gian nghèo khó, mà khi mình được qua bên này năm 12 tuổi, rồi khi 15 tuổi mình đi tu, thì cuộc đời mình vô tu cũng không phải dễ. Tu năm, thời gian tu mà những cái năm đầu mà người Việt mình mới định cư ở hải ngoại này, thì quý vị tưởng tượng, hồi đó tàu Hủ Ki mắc lắm, làm được một cây chả lụa đem vô chùa chỉ có thầy trụ trì được ăn thôi, chứ làm gì mà thoải mái bây giờ mà cắt để vô tô 2-3 miếng, không có đâu. Hồi đó là cái món ăn trường kỳ Pháp Hòa suốt thời gian làm chú tiểu cả chục năm đó, bắp cải mì căn, bởi bây giờ cải dữ lắm mà cải bắp không thôi chứ không phải cải thường nữa. Cứ chiều chủ nhật là cô Phật tử bưng hai cái bắp cải lên để trên chùa, là thầy trò ăn bắp cải suốt tuần lễ đó. Bắp cải nấu canh, bắp cải xào, bắp cải luộc. Xào thường xong ngán quá cho ketchup vô xào, xào ngán quá luộc, luộc ngán quá nấu canh. Hai cái bắp cải, khìa cho mấy cây mì căng, ăn suốt nguyên tuần mà hãy chủ nhật hết cũng cái nào hai bắp cải mấy cây mì căng. Nhưng mà cái lúc đó Pháp Hòa không có bị khổ đau gì chuyện ăn uống hết á, tại vì lúc đó mình chỉ một chí thôi, đó là chí gì? Tu. Tu hạnh phúc, không khổ đau, không phiền muộn gì hết. Thậm chí chùa không có tiền, lâu lâu mình đi về nhà bà già cho 20-30 đem về đưa cho cô Phật tử, nói con phụ tiền ăn, không có tiền để mình mua đồ ăn đi chợ nữa, đi chợ mua đồ ăn nữa. Lâu lâu về nhà má cho 20-30 đồng đem về đưa cho cô Phật tử. Ăn buổi trưa là toàn ăn cơm với dưa cải, mà dưa cải là bà già ở nhà muối cho ăn chứ chùa cũng có sẵn. Bữa nào mà được khúc bánh mì chả lụa chủ nhật dư lại đó, bánh trái gì chủ nhật đi học đem vô tủ để mấy đứa bạn nó biết cái số locker của mình, cái số tủ nó mở ra lấy nó ăn. Ăn xong nó còn dán bảng nó cảm ơn chú tiểu. Nhưng mà không buồn, không giận, không cảm thấy chán nản gì đời tu hết. Mà nhiều khi tự ý thức chùa không có tiền, hồi thọ Pháp Hòa còn làm sao gì, mỗi buổi sáng quy định cho bản thân mình rửa mặt, súc miệng, cái ly nước vậy nè, 2 ly thôi, tắm là 1 xô nước. Thầy không bao giờ thầy biểu chuyện đó, nhưng tự mình ý thức, mình kiệm phước, không dám xài phí, sợ tổn phước. Rồi bây giờ đây, cho dù mình có đủ các thứ nhưng cũng không dâm phi, bởi vì mình phí là mình tổn phước. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có là cứ xài thoải mái đi, xài tự tại đi. Xài tự tại kiểu đó đó, phước nó tổn cũng tự tại lắm, nó rào ào vậy đó, không dám làm. Cho nên cho dù bây giờ dư giả cũng không phí, đủ xài là được rồi. Những cái tờ giấy lao miệng ăn cơm mà tờ to to cất lại, lao chỗ nào cuối cùng, đến khi nào không xài được nữa mới dục, chứ không phải dám bỏ tùm lum. Như vậy mà mình còn sợ phước mình tổn giảm, huống chi mà mình cứ phung phí. Đừng có nghĩ là chỗ công cộng như chùa chiền thoải mái đi, mình tới chùa mình ở chùa nguyên ngày uống nước đó, lấy cái ly ghi tên mình lại, cả ngày mình dùng cái ly đó, chứ 2 phút uống ly bỏ, 3 phút uống ly bỏ, mình ở chùa ngày đó không 10 cái ly, mà 100 người thì bao nhiêu ly, 1000 người thì bao nhiêu ly. Tốn kém thì chưa nói mà tổn giảm môi trường sống. Mà khi mà môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai là người hưởng? Cũng mình hưởng thôi chứ ai đâu.
không? Cho nên hễ mình thả cái nhân ra thì khi cái quả nó đường cùng, nó return, nó trở lại thì cũng là mình hưởng chứ không có ai đâu. Cho nên mình phải có là cái người sống tự tại, là mình thấy rõ tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Nghèo cũng có cái hay, giàu cũng là một cái tốt, nhưng mà nhiều khi thiếu trí tuệ thì chúng ta bắt đầu ỷ cái tiền của chúng ta phí, mà phí như vậy rồi thì phước nó giảm. Cho nên thưa đại chúng, nước Mỹ tuy nghèo vậy đó, nó nghèo là nghèo gì, nợ dữ lắm, nhưng mà nước Mỹ vẫn không ngưng làm phước. Mặc dù vậy đó, nhưng mà hãy thử một cái nước nào Á Đông mà thiên tai coi, nước Mỹ cũng sẽ có mặt. Đâu, thành thử ra cái phước nó vẫn có chứ không phải không. Bất cứ hoàn cảnh nào, nước Mỹ vẫn là cái nước cường mạnh số 1. Đời sống của mình ở đây tốt, cho nên mình phải nhận ra cái đó để mình sống tự tại. Mà bây giờ cái tự tại của mình ở đây là gì biết không? Cái quan trọng là đừng để bị ràng buộc bởi những cái phiền não li ti, tự mình làm cuộc sống mình không thoải mái. Lẽ ra cuộc sống mình thoải mái, nhưng chính mình đã làm nó không thoải mái. Thứ năm là gì? Giải thoát tự tại. Giải thoát tự tại là sao? Giải thoát tự tại là cái tâm mình nó tùy ý, mình không có bị những cái ràng buộc. Bị chỉ chữ giải là mở. Kế đến là thần lực, nguyện. Giải thoát là do gì? Do nhẫn nhục. Cái người mà họ sống thoải mái là do nhẫn nhục. Tại vì họ biết họ không gây thù chuốc oán nha. Họ không có nói những cái điều sai quấy. Có được cái đức nhẫn thì tự nhiên có giải thoát. Còn có được sống tự tại là nhờ có giữ giới. Có được cái nguyện lớn là nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Hôm qua Pháp Hòa có nói sơ về chữ nguyện đó. Mình sống mà không có nguyện đó, tu không tới. Ví dụ như Pháp Hòa nói chiều nay Pháp Hòa mời quý cô tới chỗ đó tham dự được không? Không biết à. Khi nào tôi đi được là tôi đi. Người nói như vậy có đi không? Cái cơ hội đi hiếm. Bị nói như vậy thì không có để cái điều đó trong lòng. Đi cũng được, không đi cũng sao. Nhưng khi mình nói rồi, chiều nay 4 giờ tôi sẽ có mặt chỗ đó, thì khi mình nói như vậy thì cái câu nói đó nó để trong lòng. Mà khi để trong lòng là cố gắng mình nhớ. Cho nên tu cũng vậy. Nói thôi, không hứa đâu, hứa không làm tội. Phật đâu có bắt tội mình mấy chuyện đó. Thí dụ giờ nói, tôi hứa tôi đi chùa ngày hôm nay, sáng nay bận việc không đi cũng không có tội. Đừng có sợ là hứa đi rồi không đi tội. Cho nên ai hỏi mình gì cái thôi tôi cũng hứa rồi, hứa không làm tội. Mà chính không hứa tức là không nguyện. Mà không nguyện thì sao? Mình tu là phải phát nguyện. Ví dụ như mình nguyện ăn chay nè. Có nhiều khi mình không nguyện thì sao? Tôi không có nguyện là nguyện ăn không ăn tội lắm. Thôi kệ đi, để tôi ăn được nhiêu tôi ăn. Mà hình như không có nhiêu tôi ăn hết. Mà nói tóm lại là không ăn bao nhiêu hết. Tại vì có nguyện gì đâu. Còn nếu mình nguyện, tôi nguyện mỗi tháng ăn 2 ngày thì sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tháng 2 ngày. Cho người tu mà không có nguyện thì cái nguyện đó là cái thang để dẫn dắt mình. Cho nên tại sao Phật tử phải quy y? Thì chính cái lễ quy y đó đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái lực để chúng ta tiến tu. Cho nên cái kế là nguyện xong rồi gì nữa? Lực. Lực là sức mạnh. Mình có cái nguyện xong rồi thì cho có cái thần lực. Thần lực là gì? Nội tâm vững chãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình không thích cái điều đó, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó đến với mình một cách rất là đột ngột. Mình không có nghĩ rằng mình sẽ gặp cái trường hợp. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái thái độ mình bình thản do cái nội lực mình quán chiếu bên trong. Con người mình á, quý vị thấy Đức Phật á, nhiều khi nói Phật có thần thông, không phải Phật bay nhảy gì đâu. Thần thông của Phật tức là cái định lực ở trong người của Ngài. Bằng chứng á, là quý vị đọc sử của Ngài, nghe người ta tới chửi Ngài, tới vu oan cho Ngài,
Nhưng mà mình đó là mình đổi sắc. Nhưng mà Phật có cái định lực đó, Phật quán chiếu, Phật thấy được cái túc duyên, cái nghiệp chướng của Ngài. Cho nên cái người sống Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà hôm nào mình sống trong gia đình của mình, mình có một cái người đó trong gia đình mình, họ hay tánh tình họ như vậy, cho nên mỗi lần mình gặp họ đó, hồi trước á mình còn nổi xung thiên với họ, chứ từ từ giờ mình hình như mình cũng bớt đi rồi. Nhưng mà mỗi lần họ nói những cái điều đó, tâm mình vững vững rồi, bây giờ có mình có được cái thần lực bên trong. Cho nên cái lực tự tại đó, cái thần lực tự tại không phải là mình ra oai với ai, nhưng mà cái sức mạnh của nội tâm, mình thấu rõ mọi vấn đề. Trí tự tại là do mình có được cái ngôn ngữ ứng xử trong đời. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp tự tại. Pháp tự tại là sao? Nghĩa là bất cứ việc gì mình nói ra, nó đều ứng hợp với căn cơ, thời điểm. Căn cơ là khế cơ, hợp với đạo lý gọi là khế lý. Mà người nói khế lý khế cơ là người nói được nghĩa của kinh. Pháp Hòa ví dụ như mấy em nhỏ nó ngồi đây nãy giờ đó, mình nói thì rất là khế lý, nhưng mà bởi vì tiếng Việt các em nó không hiểu, phải không? Thì không khế cơ. Lý thì có đó, nhưng mà căn cơ không hiểu, thì như vậy là thiếu cái phần trọn nghĩa của chữ kinh. Thường thường mình nói ô đi tụng kinh, đi tụng kinh, thì người ta đặt câu hỏi với mình, kinh là gì mà phải tụng? Vậy thì kinh là gì? Phải cần học, phải nghiên cứu. Bởi vì tất cả những gì trong kinh nó đều phù hợp, một là căn cơ, hai là lý lẽ. Hợp được căn cơ, hợp được lý lẽ, cho nên gọi là kinh. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Chữ khế là khế hợp, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Đó là chưa nói năm nghĩa của kinh. Kinh như là một sợi dây đo lường để cho chúng ta đi cho nó tới, cắt gỗ cho nó ngay, cho nên gọi là thằng mặt. Mình muốn cắt gỗ cho ngay á, mình kéo cái dây chỉ mà có phấn á, căng từ đầu này qua tới đầu đó, búng cái phấn nó rớt xuống, rồi là đem cái miếng gỗ đây lên cái cưa, cưa đúng ngay cái đó thẳng. Vậy thì kinh là sợi chỉ đó đó. Kinh là thằng mặt. Kinh là dòng suối mạnh. Bởi vì rác mà nó có dính vô những cái ngõ ngách á, dòng suối mà chảy mạnh xuống thì tẩy đẩy hết những cái rác ra ngoài. Tâm mình mà còn chứa một chút gì phiền não, nhờ lên tụng thời kinh nó cũng bớt, tại vì nó đẩy ra bớt. Tôi giận người đó quá, tôi không muốn gặp mặt người đó, bây giờ tôi xách giỏ tôi đi chùa đây. Không muốn gặp mặt ở nhà, cái xách giỏ đi vô chùa. Đi vô chùa cái mở kinh ra tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Trời sao giống mình quá. Đọc cái lời kinh trong đó sao giống mình quá. Không, có ngày không nói với nhau, chia cách hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đúng ý mình quá, đúng bệnh của mình quá. Rồi hết buồn hết giận. Thậm chí giận cái người kia trước khi ra khỏi cửa nhà, chết đâu chết khuất cho rồi, sống bực bội quá. Nhưng mà tới hồi đi vô trong này, ngay đám cầu siêu, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đọc vậy xong cứ nhớ trực lại, trời nãy mình dũa người kia, chết đâu chết khuất cho rồi. Thì nhớ trực lại thì tự nhiên cái phiền não mình nó dợi đi, phải không? Cho nên á, trong kinh Di Đà nói á, quá 10 muôn ức cõi sẽ đến cực lạc. Chỉ cần qua 10 muôn ức cõi sẽ thấy được cực lạc, nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó.
Vậy thì 10 muối cõi này là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, năm thứ rồi phải không? Là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Chỉ cần qua được 10 cái đó thấy được cực lạc. 10 muôn ức cõi trong kinh Di Đà muốn nói đó là cái đó đó. Thấy không? Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại vì mé bên này là cực khổ, mé bên này là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, cho nên cực khổ. Vượt được 10 cái đó liền thấy cực cực lạc. Trong cõi cực lạc có Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, phải không? Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc á, chim nó hót, nhớ không? Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng, tất cả các loài chim đó hót lên, người ta nghe tiếng chim hót cũng sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trời ơi, người mà vui rồi đó hen, không còn tham sân si mạn nghi gì, ngồi ở cái gốc cây chỗ chùa Đông Hưng này nè, chim nó hót cũng, trời, chim bên đây hót hay quá ha. Tại mình mà người mà không mà an vui rồi đó hen, hát hay cũng nói hát dở quá. Cái người mà buồn rồi không có nghe cái gì nổi hết, còn cái người vui rồi tiếng chim hót cũng thành ra tiếng Pháp, cái lá nó rơi cũng thành ra Pháp. Cho nên cực lạc là gì? Là khi tâm mình vượt mọi khổ đau, sống trong cảnh vui, gọi là cực lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở trong ta. Vừa rồi có một cô hỏi thầy ơi, cực lạc có xa không? Thì Pháp Hòa mới nhớ một vị tổ mới nói một cái câu như thế này: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng mình nó lặn nhưng mà nó có rời trời đâu. Cũng như vậy, cực lạc không có ở đâu để mà phải đi tìm. Cực lạc nó ngay ở trước mặt mình, mà cái quan trọng là mình có cặp mắt cực lạc để mình nhìn nó. Có nhiều khi á, bước vô nhà, trời ơi, nhà sao nó tới hù à? Mở đèn lên coi bay, mở hết lên, đèn vẫn tối, tại vì mắt mình đeo một cặp kính đen. Có không? Đó. Nhiều khi mình mang một cặp kính đen mình quên mất đi, rồi mình tới bước ra ngoài đường, sao trời hôm nay âm u dữ vậy? Rồi mình biểu là phải thế này thế kia, nhưng mình quên cặp mắt mình còn mang cả một cặp mắt kính đen. Lộ cái mắt kính đen đó thì bầu trời quang đãng, đèn không mở mà vẫn sáng. Mình cũng vậy, hễ tâm mình mà còn chứa một cặp kính đen đó, như bít mắt mình, tâm mình còn tối thì ăn gì cũng thấy không ngon, ngồi đâu cũng thấy buồn, nghe gì cũng thấy dở. Người ta cười mà mình không cười nổi. Thấy không? Mở phim hài ngồi trước mặt ta cười rần rần mà sao mình không thấy cười. Còn những lúc mình vui coi, không thấy nó nói gì cười mà ngồi cười. Đó. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh Viên Giác dạy: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Người mà biết nó là giả thì liền hết khổ. Tri huyễn tức ly là người mà biết nó là giả thì liền lìa nó, mà người lìa được nó rồi là người giác. Thí dụ bây giờ mình coi phim hề, mấy anh hài cười thôi là cười, nhưng mà tại sao mình cười? Tại vì anh nói vui, mà cái vui đó vẫn là huyễn thôi, tại vì anh phải làm cái đó để cho mình vui. Rồi hôm nào mình coi cải lương cái mình khóc theo. Tại sao mình khóc? Vì nó buồn, giống cảnh của mình. Cho nên rồi mình bị cảnh, thể cả trong kia vui khi mình vui, cảnh buồn cái mình buồn, mà thậm chí trong đó đóng cho vai ác của mình. Ngồi này mình nghiến răng, thằng chi mà ác dữ. Chết đâu chết cho rồi, thí dụ vậy. Mà dính dáng gì tới mình đâu. Rồi mình ngồi mình bình phẩm, mình đủ thứ hết. Thế là mình không có cái pháp tự tại. Mình phải thấy cái gì huyễn mà cái gì là huyễn. Thấy cái thì khi mình giật mình đó, trời ơi, người ta đóng cái lương quá chi ngồi khóc. Hiểu ra vậy cái là tri huyễn rồi, tức ly, liền ly liền. Mà hãy ly được đó rồi là người giác ngộ. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm,
do chùa Đông Hưng tổ chức. Ngày hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chữ Ba La Mật, nghĩa là chúng ta phải thực tập như thế nào, tu tập như thế nào để cái chữ Ba La Mật, nghĩa là tròn vẹn đó, nó được đúng nghĩa. Hôm nay mình nói tới hai, mình nói tới hai chữ quán và tự tại. Quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả tu. Và nếu người muốn được cái tự tại đó thì Ngài Khuy Cơ hướng dẫn mình một vài cái cách để chúng ta quán để có được tự tại. Tự tại ở tâm, tự tại ở cảnh, tự tại ở sự sống của mình, tự tại ở nghiệp, việc làm của mình, tự tại ở cái nguyện của mình, tự tại ở cái thần lực của mình, tự tại ở cái trí của mình. Cái người mà người ta có được tự tại rồi, người ta không ràng buộc, người ta đến đi thông dong lắm. Người ta mời mình tới ăn cơm, rồi lát tôi tới chơi nha, chị mời ai với ai. Cái người ta kể lô cái có cái tên mình không ưa, thôi khỏi, có người đó tôi ở nhà. Thế là mình bị đứt dây thần thông. Cho nên thần là gì? Thần là khả năng, thông là suốt, cho nên gọi là thần thông. Thần thông là cái sức mạnh, cái khả năng mà mình đến đi tự tại, không ràng buộc bởi cảnh, bởi người. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thần túc thông, đến đi tự tại. Mà người có được cái thần lực đó rồi thì có phải tự tại không? Cho nên gọi là thần lực tự tại, nguyện tự tại. Cái nguyện đã nguyện rồi thì không có nề hà. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử mà phát nguyện làm các vị mà sứ giả của Phật đó, chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện trọn đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mình đã phát cái nguyện đó rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi. Đó gọi là nguyện tự tại. Và đi không ràng buộc thì gọi là thần lực tự tại. Và đến nơi nào tùy thuận mọi căn cơ mà nói pháp, gọi là pháp tự tại. Hiểu ý không? Thì sống được như vậy thì chúng ta ứng dụng được cái từ quán tự tại một cách linh động. Và bây giờ tự tại này không còn là một danh từ cho một đấng Bồ Tát nào nữa, mà cái tự tại này nó ở trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không có trọn vẹn tất cả tự tại, nhưng ít nhất cũng một phần nào. Mà hãy tăng trưởng được phần nào thì mình vui được phần đó. Cho nên chữ giới đó, để chúng nhớ năm giới nè. Trong năm giới quý vị giữ được 4 cũng tốt, được 3 cũng được. Tại vì giữ được giới nào thì an vui giới đó. Cho nên chữ giới á, được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là giải thoát từng phần. Anh không sát sanh thì anh liền an vui ở giới sát sanh. Anh không trộm cắp thì anh sẽ thoải mái nhẹ nhàng ở giới trộm cắp. Hãy giữ được giới nào thì nhẹ nhàng giới đó. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mà biệt giải thoát là chữ phiên dịch nghĩa của chữ giới. Thì đừng có sợ giữ giới, tại vì có giữ giới mới có tự do. Thôi thì hôm nay nhân ngày Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thường ca tụng ngài là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái pháp tu tự tại, mà nhờ có cái quán đó mà chúng ta tự tại mọi việc. Thấy không? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá mình ở trong nhà.